Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 125. Dưới chân núi tộc Côn Ngô, trong tam tộc của Viên Tử Y. Hàng trăm ngàn người đều quỳ dưới mặt đất, ai cũng đeo trên mình gông cùm, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Ở trước mặt, nơi cao nhất xây lên một bục cao. Viên Tử Y toàn thân đẫm máu, bị xích chặt vào đó. Phía sau là một tên trao phủ, tay nắm chặt một thanh thích cốt đao. Con tiện nhân này, ăn cây táo rào cây sung. Gia tộc Côn Ngô chúng ta tốt với cô như vậy, tổ tiên nhà họ Viên trước giờ đều là người hầu của chúng ta, không ngờ con tiện nhân này lại dám phản bội gia tộc. Hừ, hại chúng ta tổn thất mất bao nhiêu nước suối thần, mấy triệu năm tới cũng không còn để sử dụng nữa. Thật đáng hận, mỗi tháng chỉ có thể sinh ra một giọt nước suối thần, một ao lớn như vậy liền không còn nữa rồi. Côn Ngô Tuyết Giao, Côn Ngô Quân Mạch cùng thế hệ trẻ của gia tộc Côn Ngô chỉ hận không thể xé xác Viên Tử Y ra ngay lập tức. Vô số ánh mắt đều như ghim chặt lên người cô ta. Thù hằn, phẫn nộ, lạnh lùng, còn chờ gì nữa, còn không mau lăng chỉ con khốn này đi. Ả ta quá đáng chết, nếu không phải vì ả ta, năm nay chúng ta đã có thể giành được suối thần rồi. Lăng trì, lăng trì, lăng trì. Đám đông sục sôi căm phẫn. Thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua. Côn Ngô Thiên Huyền liếc mặt trời trên đỉnh đầu một cái, lạnh giọng ra lệnh, hành hình. Tên đao phủ hấp một ngụm rượu mạnh rồi phun lên thanh đao. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vạch về phía lòng bàn chân của Viên Tử Y. Hình phạt lăng trì. Bắt đầu từ lòng bàn chân. Từng đao tiến dần lên. Cho đến khi mảnh máu thịt cuối cùng bị cắt rời khỏi thân thể. Viên Tử Y nước mắt đầy mặt, bật khóc nghẹn ngào, xin lỗi, là tôi có lỗi với mọi người. Là tôi đáng chết, là tôi hại gia tộc Côn Ngô, hại nhà họ Viên. Ngay lúc đao phủ chuẩn bị xẻ thịt của Viên Tử Y thì một bóng người giáng xuống từ trên trời, tung một cước đá bay bàn tay của tên đao phủ. Thanh trường kiếm cổ xưa trong tay chặt đứt xiềng xích trói quanh cơ thể Viên Tử Y. Nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Là anh, sao lại là anh? Thân thể Viên Tử Y run rẩy, máu tươi đã nhuốm đỏ lên quần áo Diệp Bắc Minh, tên khốn kiếp nhà anh, là anh lừa tôi, vậy mà cướp đi suối thần của gia tộc Côn Ngô. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô cũng quá chính trực rồi. Cứ nói là không quen biết với tôi không phải là được rồi sao? Bất quá thì đổ vấy lên người tiểu thư nhà cô. Viên Tử Y khịt mũi, hừ, đồ lừa đảo, tôi biết anh. Là tôi đưa anh trở về, cho nên, tôi phải bị trừng phạt. Cô đó. Diệp Bắc Minh bất lực. Cô nhóc này quá thành thực. Tiểu tháp, suối thần. Được. Sức mạnh của tháp càn khôn chấn ngục biến thành một chiếc cốc chứa đầy nước suối thần rơi vào tay Diệp Bắc Minh. Một hơi cho Viên Tử Y uống hết. Cơ thể chồng chất vết thương của cô ta vậy mà lành lại 7-8 phần gần như ngay lập tức. Là tên nhãi trộm đi suối thần đó. Hắn quả nhiên là cùng một ruột với Viên Tử Y mà. Vừa rồi thứ hắn cho Viên Tử Y uống hình như là nước suối thần. Cái gì, một chén nước suối thần lớn như vậy đưa cho con khốn đó uống. Lãng phí, chết tiệt, thật quá lãng phí. Giết chết đôi nam nữ chó má này đi. Khi mọi người trong gia tộc Côn Ngô phản ứng lại, vô số bóng người liền cấp tốc lướt về phía đài cao. Diệp Bắc Minh một tay ôm lấy Viên Tử Y, hô lên một tiếng, tiểu tháp. Mang tất cả bọn họ theo. Tháp càn khôn chấn ngục bay tới, nhanh chóng phóng to kích thước, một dòng khí hỗn độn lập tức bao trùm lấy toàn bộ người của Viên gia, một hơi thu hết bọn họ vào trong. Tiểu súc sinh này, mày còn dám vác mặt tới. Muốn chết. Côn Ngô Quân Mạch là người lao nhanh nhất tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Thực lực của cảnh giới đại đạo tầng 5 bùng nổ. Một quyền đánh tới hướng thẳng tới phần đầu của Diệp Bắc Minh. Cút. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Chém ra kiếm càn khôn chấn ngục. Cánh tay Côn Ngô Quân Mạch liền nổ tung, cả người tại chỗ biến thành một đám xương máu bay ra ngoài rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Vẻ mặt hắn không giấu được nét kinh hãi tột độ, chỉ là thực lực đã tụt xuống gần bằng cảnh giới bản nguyên. Hả, biến thành xương máu mà không chết? Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Sao chỉ giải thích, trên cảnh giới đại năng thượng cổ, chỉ cần còn một giọt máu liền có thể sống lại, có gì quái lạ đâu. Những người khác đồng loạt xông tới. Diệp Bắc Minh dùng hết sức lực giết ra một con đường máu. Quả nhiên, rất nhiều người vẫn có thể tái sinh sau khi bị một kiếm của anh chém thành xương máu. Tuy nhiên sẽ bị thụt lùi cảnh giới. Nếu tấn công thêm một đòn, hẳn là có thể giết chết họ.
Nhưng, Diệp Bắc Minh không hề hiếu chiến, một tay anh ôm lấy Viên Tử Y, sau khi vùng vẫy thoát ra liền nhanh chóng biến mất. Mẹ kiếp, tên xúc sinh này vậy mà dám chơi chiêu hồi mã thương. Diệp Bắc Minh chân trước vừa biến mất, thì hàng chục ông lão với cảnh giới đại đạo chi thượng liền xông tới từ núi Côn Ngô. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Đuổi theo, mau, nhất định không thể để cho đôi nam nữ chó má đó chạy mất. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. 15 phút sau, họ mới dừng lại ở một thung lũng. Được rồi, an toàn rồi. Giọng nói lạnh giá của Giao Chỉ vang lên, Diệp Bắc Minh, hành động vừa rồi của ngươi thực sự quá mạo hiểm. Lần này ngươi may mắn nên hơn 1000 tên đại đạo chi thượng kia còn đang bận rộn truy lùng dấu vết của ngươi ở núi Côn Ngô. Tạm thời chưa kịp phản ứng lại, nếu không một khi tại hiện trường có vài chục tên đại đạo chi thượng trấn giữ, hôm nay ngươi nhất định phải chết không cần nghi ngờ. Diệp Bắc Minh khẽ cười, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Tung một chiêu hồi mã thương không chỉ có thể cứu người mà còn trốn thoát khỏi núi Côn Ngô nữa. Đôi mắt đẹp của Viên Tử Y trừng lớn, giận dữ nhìn Diệp Bắc Minh chăm chăm, anh là một tên xấu xa. Tôi tin tưởng anh như vậy, tại sao anh lại lừa dối tôi? Diệp Bắc Minh cười đáp, tôi lừa cô đó, thế nào? Anh, tôi cắn chết anh. Viên Tử Y tức giận đùng đùng. Lao thẳng tới, túm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, hung hăng cắn mạnh xuống. Nhưng cô lo lắng sẽ cắn đau Diệp Bắc Minh nên cũng chẳng dùng bao nhiêu sức lực. Sao thế, sợ rồi à? Viên Tử Y không buông ra, vẫn tỏ ra vô cùng hung hãn. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, xin lỗi cô, tôi sai rồi. Hừ, thế còn được, nể mặt anh cứu người Viên gia chúng tôi tạm thời tha thứ cho anh. Viên Tử Y hờn trách hai câu liền buông Diệp Bắc Minh ra. Diệp Bắc Minh dùng một ý nghĩ, tháp càn khôn chấn ngục liền rung chuyển. Một khoảng hư không mở ra, mọi người trong Viên gia đều rơi ra ngoài. Bọn họ liếc Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, không nói một lời liền quay người bỏ chạy. Viên Tử Y vội đuổi theo, tộc trưởng, chú Bảy, chú Chín. Cút, cút đi, cô đúng là thứ sao chổi mà. Đừng đi theo chúng tôi, mau cút đi. Nếu không phải tại cô, sao chúng tôi có thể rơi vào kết cục thê thảm thế này? Cút đi cho tôi, đừng có lại đây. Những người này như điên dại muốn chạy thoát thân. Viên Tử Y rất ấm ức, chán trường ngồi sụp xuống đất. Nước mắt tí tách rơi. Diệp Bắc Minh bước tới, lạnh lùng nói, con người ai cũng phải trưởng thành, tôi quả thực đã lừa dối cô. Tôi kêu cô đưa mình tới gia tộc Côn Ngô chính là vì muốn lợi dụng cô. Bây giờ cô đã nhìn thấy chưa? Cho dù là người trong gia tộc cũng sẽ ruồng bỏ cô một cách không thương tiếc khi cô mang tới nguy hiểm cho họ. Nhà Côn Ngô mà cô hầu hạ vô số năm, sau khi cô phạm lỗi cũng sẽ không ngần ngại xử tử cô. Viên Tử Y ngẩng phắt đầu, đôi mắt to đầy nước, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Cô nhóc này, sở hữu một trái tim thuần khiết đến cực điểm. Cho dù đến hiện tại cô ấy vẫn không hiểu. Hai, Diệp Bắc Minh lắc đầu, lừa gạt, xảo trá, tham lam, dục vọng. Bản chất con người từ xưa đến nay đã như vậy rồi. Tôi lừa cô để đạt được mục đích của mình, nhà Côn Ngô giết cô là để trút giận. Đồ xấu xa anh, tôi phải đi tìm tiểu thư nhà tôi. Viên Tử Y đứng dậy, chạy ra khỏi thung lũng. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vọng lại phía sau, cô đi đi, nếu cô còn dám xuất hiện lần nữa trước mặt gia tộc Côn Ngô, bọn họ nhất định sẽ càng khiến cô sống không bằng chết. So với hình phạt lăng chỉ còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần. Tôi cứu cô một lần coi như báo đáp ân tình của cô, nếu cô còn đâm đầu vào chỗ chết, tôi cũng không quan tâm nữa. Viên Tử Y dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại. Trong đôi mắt đỏ hoe tràn đầy lửa giận. Anh đúng là một kẻ tệ hại, là tên khốn kiếp nhất cõi đời này, cô cắn chặt cánh môi đỏ mọng, không ngừng dậm chân. Tôi là một kẻ xấu xa đó, cô có làm gì được tôi? Diệp Bắc Minh cười lạnh, cắn tôi à? Tôi cắn chết anh. Viên Tử Y một lần nữa xông lên, túm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh mà cắn xuống. Lần này cô không hề thương tình. Một hơi lưu lại hơn chục vết răng rỉ máu xuống cánh tay của anh. Hích, đau quá. Diệp Bắc Minh hít ngược một ngụm khí lạnh, nhe răng kêu ca. A, à, Viên Tử Y vội vàng nhả ra, thấy cánh tay Diệp Bắc Minh vương đầy vệt máu, trong mắt cô liền lóe qua một tia đau lòng. Xin lỗi, có phải tôi đã dùng lực quá mạnh rồi không? Đau chết tôi rồi. Diệp Bắc Minh dứt khoát nằm dài xuống đất, nhắm nghiền hai mắt. Hả, tôi sẽ không cắn chết anh đó chứ? Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.
Viên Tử Y đột nhiên rơi vào hoảng loạn, nằm gục trên ngực Diệp Bắc Minh, luôn miệng nói xin lỗi. Hu hu hu, anh đừng chết mà. Xin anh đừng chết, tôi không nên cắn anh. Diệp Bắc Minh ngồi dậy, nhìn xem, cô lại mắc bẫy rồi. Chỉ dựa vào mấy cái răng sữa đấy của cô cũng đòi cắn chết tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Tử Y đột nhiên đỏ bừng, sau đó thoát cái chuyển sang màu tím xanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đôi mắt xinh đẹp chất chứa lửa giận ngập trời. Khốn kiếp, anh lại lừa tôi, tên xấu xa này. Diệp Bắc Minh không chút khách sáo nói, không, là do cô quá ngốc. Viên Tử Y giận sôi gan, tôi không ngốc, là anh quá xấu xa, chỉ giỏi lừa gạt người khác. Được, vậy bây giờ tôi không lừa cô nữa. Bây giờ tôi sẽ đi theo cô trở lại gia tộc Côn Ngô, trả lại suối thần cho họ. Thật sao? Ánh mắt Viên Tử Y xẹt qua một tia mừng rỡ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, đương nhiên là giả rồi. Anh lại lừa tôi. Cả người Viên Tử Y run lên vì giận dữ. Chúc mừng cô cuối cùng cũng đoán đúng rồi. Anh, hừ. Thân thể mảnh mai của Viên Tử Y run rẩy, vì quá đỗi tức giận mà không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn ngã xuống. Diệp Bắc Minh bước tới ôm cô vào lòng rồi từ từ đặt xuống. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục than thở, nhóc con, cậu hà tất phải trêu đùa cô ấy như vậy. Tấm lòng của cô nhóc này quá trong sáng, cũng quá cả tin, cậu lừa cô ấy như vậy rất đáng thương. Tôi biết. Diệp Bắc Minh gật đầu, với trái tim ngây thơ này, đừng nói tới nguyên thủy chân giới, cho dù ở trên trái đất cũng bị người ta lừa sắc lừa tiền tới chết rồi. Chỉ có để cô ấy không ngừng bị lừa gạt, đợi cô ấy thích ứng rồi mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Nói đoạn, giọng điệu của anh lại thay đổi. Đúng rồi, Tiểu Tháp, trái lại là ông đó, tôi chưa từng thấy ông đồng cảm với bất kỳ kẻ nào cả. Sao thế, lại thêm một phần nhân tính mới à? Nhân tính, vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục rơi vào trầm mặc. Diệp Bắc Minh thành thục đâm xuống hai cây châm bạc, bảo vệ trái tim của Viên Tử Y. Cô nhóc này có thể khôn lớn đến trình độ này ở nguyên thủy chân giới e rằng đều nhờ sự che chở của tiểu thư nhà cô ta. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, tôi có chút hứng thú với việc tiểu thư nhà cô ta là loại người gì rồi đó. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lẩm bẩm, đều đã giao lưu ở mức độ sâu sắc rồi, còn chưa biết rõ cô ta loại người gì sao. Tiểu Tháp ông nói gì vậy? Diệp Bắc Minh nghi ngờ hỏi lại. Khụ khụ, không có gì đâu. Giao Chỉ sớm đã không còn kiên nhẫn, bèn cắt ngang hai người họ. Diệp Bắc Minh, ngươi chơi đủ chưa? Nhìn điệu bộ này của ngươi thì có vẻ như định dậm chân mãi ở cảnh giới đại năng thượng cổ, cứ trôi qua cả đời như vậy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi tối lại, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đế thủ tiền bối, xin hỏi tiếp theo tôi phải tới đâu để thăng cấp đây? Giao Chỉ phun ra bốn chữ, thần viện Thái Thương. Diệp Bắc Minh cau mày, Giao Chỉ tiền bối, thần viện Thái Thương hình như là một trong những lực lượng canh gác nhà tù số 7. Tôi đến đó có phải là quá mạo hiểm rồi không? Ngươi sợ rồi à? Giao Chỉ hỏi với vẻ giễu cợt. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sợ. Giao Chỉ hừ lạnh một tiếng, vậy là được rồi, cực đạo tự tại công của ngươi đã luyện xong tầng thứ nhất. Chỉ cần ta che giấu kỹ càng, bọn chúng sẽ không phát hiện ra gì đâu. Dứt lời, đế thủ liền bay vào trong quần của Diệp Bắc Minh, nắm lấy nơi nào đó. Đế thủ tiền bối, nhất định phải ở chỗ đó sao? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Nơi này rất tốt. Giao Chỉ lạnh lùng đáp, ở chỗ bổn đế không có khái niệm nam nữ, ngươi chớ suy nghĩ nhiều. Diệp Bắc Minh không thốt lên lời. Chỉ bằng một ý nghĩ liền thu Viên Tử Y vào trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Dung Phi, Nhã Phi, hai em chăm sóc cho cô ấy nhé. Cùng lúc đó, tại một góc sâu thẳm tại gia tộc Côn Ngô. Côn Ngô Tuyệt Long hờ hững nói, thằng nhãi đó đã cứu Viên Tử Y đi rồi, toàn bộ Viên gia cũng trốn thoát. Lão Phu đã bí mật ra lệnh không truy đuổi họ nữa. Bây giờ con đã có thể đồng ý với điều kiện của Lão Phu hay chưa? Trong đại điện, Côn Ngô Mật Phi an tĩnh ngồi đó, khẽ cắn môi đỏ, cảm ơn Lão Tổ. Ánh mắt già nua của Côn Ngô Tuyệt Long cực kỳ phức tạp, Mật Phi, sao con phải khổ như vậy? Chủ động hiến thân cho. Lão Tổ, người đừng nói nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi trầm xuống. Được, ta không nói. Côn Ngô Tuyệt Long dừng lại ở đây. Sau đó vươn tay, một viên đá thủy tinh liền xuất hiện trong tay. Đây là một viên tinh thạch vĩnh cửu, có thể quay ngược thời gian và không gian. Con hẳn là biết thứ này quý giá đến nhường nào,
một mảnh nhỏ như vậy cũng có thể khôi phục vết thương của một tế đạo đang cận kề cái chết. Giọng nói của Côn Ngô Tuyệt Long trịnh trọng, con dùng vật này để khôi phục trinh tiết đi. Nửa ngày nữa, người nghiệm thân của tộc Bất Hủ sẽ tới. Dứt lời liền quay người rời đi. Chỉ để lại một tinh thể vĩnh cửu. Côn Ngô Mật Phi im lặng một hồi liền bóp nát viên tinh thể vĩnh hằng kia. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên và bao bọc lấy cô. Nửa ngày sau, người của tộc Bất Hủ đến đúng như hẹn. Tổng cộng có hơn 10 người, đều là nữ, chỉ có một người đàn ông là Bất Hủ Vấn Thiên. Côn Ngô Tuyệt Long đích thân nghênh đón, đưa mấy người Bất Hủ Vấn Thiên tới gặp Côn Ngô Mật Phi, khẽ cười nói, mời mọi người vào. Chủng tộc mang trong mình dòng máu của bậc đại đế. Trước khi cưới vợ đều sẽ xác minh thân thể. Nếu không, tùy tiện để cho một chiếc giày rách gả vào đế tộc há không phải là quét sạch thể diện của họ hay sao? Hơn chục người tiến lên vây quanh Côn Ngô Mật Phi. Trong đó có một bà lão cầm mặt dây chuyền ngọc bích màu đỏ như máu nói tiểu thư Côn Ngô, xin đắc tội rồi. Mặt dây chuyền ngọc rơi xuống, áp vào vị trí bụng dưới của Côn Ngô Mật Phi. Dây tiếp theo, một ánh sáng đỏ liền lao thẳng vào trong cơ thể của Côn Ngô Mật Phi. Tiếng phượng hoàng kêu vang. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt bà lão kia. Sau đó xoay người, đi tới trước mặt Bất Hủ Vấn Thiên, thiếu chủ, tiểu thư Côn Ngô vẫn một thân trong sạch. Bà nói cái gì? Bất Hủ Vấn Thiên sửng sốt. Hắn thậm chí đã chuẩn bị dùng thủ đoạn sắt đá để bịt miệng những người này. Cho dù Côn Ngô Mật Phi đã bị một tên run rế làm ô uế, nhưng hắn cũng nhất định phải rước cô qua cửa. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới. Côn Ngô Mật Phi vậy mà vẫn còn trong trắng. Vừa bất ngờ vừa mừng vui. Mật Phi, em vẫn còn trong trắng sao? Bất Hủ Vấn Thiên vô cùng kích động. Côn Ngô Tuyệt Long cau mày, công tử Bất Hủ, lời này của cậu là có ý gì? Là đang sỉ nhục con gái của nhà Côn Ngô tôi sao? Không không không. Bất Hủ Vấn Thiên vội vàng lắc đầu, thái độ cũng trở nên cực kỳ lễ độ. Hắn hưng phấn nắm lấy tay Côn Ngô Tuyệt Long, Tuyệt Long tiền bối. Người hiểu lầm rồi, tôi đây là quá hưng phấn, à không, là vui vẻ. Sắp cưới được Mật Phi rồi nên vui quá. Hừ, Côn Ngô Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Tuyệt Long tiền bối, ý của tôi không phải như vậy, ha ha ha, Tuyệt Long tiền bối, a, à. Ha ha ha, Bất Hủ Vấn Thiên nhịn không được không ngừng cười lên. Thưởng, tất cả đều được thưởng lớn. Con cháu của các người đều được phép tiến vào điện Bất Hủ để tu võ. Đội ơn công tử. Hơn chục bà già hưng phấn quỳ xuống, sau khi rối rít cảm tạ liền rời khỏi đại điện. Bất Hủ Vấn Thiên hưng phấn nói, Mật Phi, tôi đúng là đồ ngốc, tôi thật quá ngu ngốc. Thì ra em đã sớm biết tôi để lại đá lưu ảnh có đúng hay không. Cho nên những cảnh tượng kia đều là dựng lên để lừa dối tôi. Ha ha ha, tôi nói mà. Làm sao em có thể trao thân cho một tên run dế cơ chứ? Con run dế đó cũng chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của em thôi có đúng không? Ha ha ha! Bất Hủ Vấn Thiên cười ngoác miệng đến mang tai. Gương mặt tuyệt mỹ của Côn Ngô Mật Phi lạnh băng, ha ha, đây đều là sự thật. Tôi cùng anh ta làm điều đó những 7 lần. Ha 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 ha, thật sao, 7 lần ư, 7 lần được lắm, Bất Hủ Vấn Thiên vẫn cười như cũ đến nhăn cả khóe mắt. Mật Phi! Em cũng quá nghịch ngợm rồi. Em biết không, khi nhìn thấy khung cảnh ấy, đạo tâm của tôi gần như vỡ vụn. Nếu sớm biết tất cả những điều này chỉ cảnh tượng hư cấu của em nhằm chọc tức tôi đâu cần phải đau lòng như vậy. Bất Hủ Vấn Thiên rất vui vẻ, không ngậm được miệng, tôi cảm thấy đạo tâm của tôi đột nhiên trở nên cực kỳ kiên định, trước nay chưa từng vững chắc như vậy. Cút, Côn Ngô Mật Phi đanh mặt. Được thôi, Bất Hủ Vấn Thiên rời đi trong tràng cười đầy sảng khoái. Đi, trở về thần viện Thái Thương. Trên đường đi, hắn ngâm nga một khúc giai điệu, trở về thần viện Thái Thương. Khi đi tới trước cổng lớn của thần viện, một bóng người đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, không ai khác chính là Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt nhìn thấy anh, nụ cười của Bất Hủ Vấn Thiên cứng lại, trái tim khấp khởi cũng trầm xuống đáy, giống. Giống quá, tại sao kẻ này lại trông gần giống hệt như người mà Mật Phi hư cấu ra thế? Lúc này... Diệp Bắc Minh đang đứng trước một bục cao khổng lồ bên ngoài cổng lớn của thần viện Thái Thương. Thần viện có hàng chục triệu đệ tử, mỗi ngày đều có hàng triệu người tu võ từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia kỳ thi nhập môn. Đáng tiếc, số lượng đủ tiêu chuẩn nhập môn chỉ có khoảng 100 người mỗi ngày.
đúng là cuộc tuyển chọn với tỷ lệ chọi 1/10.000 thực sự. Lúc này vừa hay đến lượt Diệp Bắc Minh lên đài đánh giá. Trùng hợp là Bất Hủ Vấn Thiên cũng trở lại thần viện Thái Thương. Chỉ một cái liếc mắt, lại một lần nữa trời định rơi chúng lên người Diệp Bắc Minh. Tất cả đều quá ngẫu nhiên. Nhóc con, có kẻ đang nhìn chằm chằm cậu đó, đã cảm nhận được sát khí ngất trời chưa? Giống như sự hận thù khi cậu cướp đi người phụ nữ của hắn ta vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, anh đương nhiên cũng cảm nhận được luồng sát ý đó. Gần như không hề có ý ẩn giấu. Bất Hủ Vấn Thiên căn bản không cần che giấu. Sát ý từ đâu đến vậy? Là sư huynh Bất Hủ. Vài tên đệ tử phụ trách giám sát với thực lực tầm đại năng thượng cổ tầng 9 vội quay người lại. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Bất Hủ Vấn Thiên, sắc mặt của họ liền trở nên tái nhợt. Nội tâm Bất Hủ Vấn Thiên điên cuồng gào thét, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải Mật Phi chỉ đang lừa mình thôi sao? Nếu đã là lừa gạt thì thằng nhãi này nhảy ra từ đâu? Vậy mà giống hệt với tên khốn kiếp trong ảnh kia. Là giả, nhất định là giả. Mẹ kiếp, cái này cũng quá trùng hợp rồi đi. Chết tiệt, khốn kiếp, bất kể có phải trùng hợp hay không thì thằng nhãi này hôm nay chỉ có thể nằm xuống tại đây. Cho dù cảnh tượng kia chỉ là giả, thì khuôn mặt này đã hoàn toàn trở thành cái gai găm sâu vào trong lòng Bất Hủ Vấn Thiên. Hôm nay hắn đã nhìn thấy Diệp Bắc Minh sao có thể để anh sống tiếp. Lại càng không thể để anh gia nhập thần viện Thái Thương. Người này để ta tới kiểm tra. Giọng nói của Bất Hủ Vấn Thiên rét lạnh như băng. Dứt lời liền sải bước, bay thẳng lên bục cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, quảng trường hoàn toàn bùng nổ. Trời ạ, để sư huynh Bất Hủ tới khảo hạch người này. Huynh ấy thế nhưng xếp hạng thứ 100 trên bảng đế huyết đó. Bảng xếp hạng đế huyết. Chỉ có người thuộc gia tộc mà tổ tiên từng xuất hiện đại đế, xuôi trong mình huyết thống đại đế mới có thể góp mặt vào bảng xếp hạng này. Trước 3 tỷ tuổi đều có thể tham vào bảng xếp hạng đế huyết. Đừng thấy Bất Hủ Vấn Thiên đứng thứ 100. Trên thực tế, vị trí 99 đã 2,8 tỷ năm tuổi. Top 50 gần như đều đã 3 tỷ năm tuổi. 10 vị trí đứng đầu chỉ còn khoảng 100.000 năm nữa là 3 tỷ năm tuổi. Bất Hủ Vấn Thiên mới 1,9 tỷ và vẫn còn 1,1 tỷ năm nữa. Đợi khi hắn 3 tỷ tuổi, nhất định có thể lọt vào top 10, thậm chí là 5 người đứng đầu. Thần viện Thái Thương có ý gì vậy? Không muốn thu người thì cứ nói thẳng, hà tất phải cử một yêu nghiệt trên bảng đế huyết ra tay cơ chứ? Vô số người đang run rẩy, một số người thậm chí còn có ý định giữa đường bỏ cuộc. Để người trên bảng đế huyết tận tay khảo sát thì gần như không thể thông qua, thậm chí còn có thể mất mạng. Một tên đệ tử mồ hôi đầm đìa đi tới, dè dặt hỏi, sư huynh Bất Hủ à, việc này không hợp quy củ. Diệp Bắc Minh sớm đã tìm hiểu qua quy định của thần viện Thái Thương. Người khảo hạch công kích 3 lần, bất luận người bị kiểm tra sử dụng công pháp nào. Chỉ cần không dựa sức từ vật bên ngoài, mà sử dụng sức mạnh của chính mình để chặn 3 đòn tấn công này liền vượt qua bài đánh giá. Thông thường người khảo hạch đều ở cảnh giới đại năng thượng cổ tầng 9. 3 lần tấn công tối đa không vượt quá 30% sức mạnh. Bất Hủ Vấn Thiên ngoảnh đầu, hai mắt đã hằn tia máu từ lúc nào, gầm lên, quy tắc của ta chính là quy tắc. Cút! Hắn giống lên một tiếng cuồng bạo. Phụt! Đệ tử vừa lên tiếng kia liền phun ra một ngụm máu, thảm hại bắn ngược ra ngoài. Rồi rơi thẳng xuống khỏi đài cao, những người có mặt không còn ai dám hó hé nữa. Anh là Bất Hủ Vấn Thiên, hình như tôi chưa từng gặp qua anh, cũng không quen biết anh mà, Diệp Bắc Minh nhíu mày hỏi. Bất Hủ Vấn Thiên lạnh lùng đáp, hôm nay tao thấy mày liền trướng mắt, cho nên muốn nhắm vào mày đó, lý do này đã đủ chưa? Toàn trường chết lặng, hống hách, bá đạo, không hề che đậy. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, trong lòng thiêu cháy ngọn lửa giận dữ vô hình. Giết! Bất Hủ Vấn Thiên khẽ quát một tiếng. Chuẩn bị ra tay hạ gục Diệp Bắc Minh trong chớp mắt. Nhưng bỗng nhiên một ông lão đi cùng truyền âm tới, công tử, tuyệt đối không thể. Nếu ở nơi khác phất tay giết hắn là được. Nhưng đây là địa điểm khảo hạch của thần viện Thái Thương, nếu cậu trực tiếp giết chết kẻ này, chúng ta sẽ rất khó giải thích với phía thần viện. Tộc Bất Hủ không sợ thần viện Thái Thương nhưng chúng ta cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ vì một con run dế mà làm vậy thì không đáng. Nghe xong lời can ngăn này, Bất Hủ Vấn Thiên đành dằn lòng đè xuống sát ý. Chiêu đầu tiên, Bất Hủ Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng.
hắn hờ hững vươn tay tung ra một quyền, trong nháy mắt một nắm đấm xuất hiện. Tựa như một đội quân hùng hậu phi nước đại mà tới, nghiền ép thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Hư không nổ tung. Bùm. Một quyền này Bất Hủ Vấn Thiên chỉ dùng 20% sức mạnh. Cũng đủ để đối phó với một tên phế vật cảnh giới đại năng thượng cổ tầng 1 rồi. Diệp Bắc Minh cũng tung ra một quyền, một tia sáng màu máu phun ra từ trong nắm đấm của anh, ngưng tụ thành một chiếc đầu rồng màu đỏ, va chạm với hư ảnh của nắm đấm từ Bất Hủ Vấn Thiên. Hư không rách đôi, năng lượng tàn sát bừa bãi cuộn trào. Khi dư âm lắng xuống, Diệp Bắc Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình an vô sự. Làm sao có thể? Thằng nhãi này vậy mà chặn được một chiêu của Bất Hủ Vấn Thiên. Dưới bục một mảnh phấn khích. Sắc mặt Bất Hủ Vấn Thiên thoát cái tối đen lại, nhãi con, không ngờ cái mạng ti tiện của mày cũng cứng thật đó. Hy vọng đòn thứ hai mày vẫn có thể chống đỡ được. Cú đấm thứ hai, 40% sức mạnh, nổ tung. Khốn kiếp, thứ quái gì vậy, Giao Trì, tôi nhất định phải tu luyện ở thần viện Thái Thương này sao? Không còn lựa chọn nào khác nữa à? Diệp Bắc Minh bực bội hỏi. Bất Hủ Vấn Thiên mới là đại đạo tầng 7. Nếu Diệp Bắc Minh ra tay, có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại hắn. 7 phần chắc chắn có thể giết chết hắn. 5 phần chắc chắn có thể giết chết hắn rồi an toàn rút lui. Nếu Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cùng phối hợp, có thể chắc chắn 100% giết chết được Bất Hủ Vấn Thiên và thành công trốn thoát. Giao Trì nhàn nhạt truyền âm, thần viện Thái Thương là nơi thích hợp nhất rồi, những thế lực khác tuy rằng cũng có thể, nhưng lại không thích hợp bằng thần viện Thái Thương. Đương nhiên, nếu không nhịn được nữa, người có thể giết hắn rồi chạy trốn. Nhiều nhất cũng chỉ chậm trễ thêm 10 ngày nửa tháng, cũng không phải vấn đề gì lớn. Cô! Diệp Bắc Minh tức tới nghiến răng nghiến lợi. Anh nhịn! Ưu tiên hàng đầu bây giờ là gia nhập thần viện Thái Thương, nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Trong vòng một năm phải đột phá tới tế đạo mới có thể cứu bố mẹ cùng những người khác ra ngoài. Anh nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây. Diệp Bắc Minh ra tay, chuẩn bị đón lấy đòn thứ hai của Bất Hủ Vấn Thiên. Dừng lại. Nhưng bỗng nhiên một cô gái mặc váy trắng xuyên qua không trung, đáp xuống đài cao, ngăn lại trước mặt Diệp Bắc Minh. Bóng lưng tinh tế duyên dáng phối với tà váy trắng tung bay trong gió, tiên khí 10 phần. 5 ngón tay ngọc ngà chộp vào không trung, một vết nứt không gian liền xuất hiện. Nuốt chừng đòn tấn công thứ hai của Bất Hủ Vấn Thiên. Wow, vừa nhìn đã biết là một người đẹp. Những người nhìn thấy bóng lưng đều ngỡ ngàng thốt lên. Trời ạ, xấu quá. Đám người tu võ đối diện lại kinh ngạc trợn trắng mắt, biểu cảm kinh hãi. Thấy cô gái này, Bất Hủ Vấn Thiên lạnh lùng nói. Trần Vũ Nhu, chuyện này liên quan gì tới cô? Cút ra. Giọng nói của cô gái trong trẻo như chuông gió. Bất Hủ Vấn Thiên, tôi là đại đệ tử cấp cao nhất của chấp pháp viện. Anh đã vi phạm quy tắc của thần viện Thái Thương, lấy chuyện công trả thù riêng, còn nói không liên quan gì đến tôi. Có tin tôi bẩm báo lên Tô trưởng lão, ghi lại tội lớn này của anh hay không? Lời này vừa vang. Bất Hủ Vấn Thiên liền biến sắc, nhìn Trần Vũ Nhu một cái thật sâu, đồ xấu xí, cô đợi đó cho ông. Đừng tưởng rằng có xuất thân từ đế tộc Tử Vi thì ông đây sợ cô. Ánh mắt hắn lúc này sắc nhọn như lưỡi câu. Sau đó lại liếc về phía Diệp Bắc Minh, nhãi con, coi như lần này mày may mắn. Tao sớm muộn cũng lấy cái mạng chó đó của mày thôi. Hăm dọa xong liền quay người biến mất vào khoảng không. Giây tiếp theo, Trần Vũ Nhu ngoảnh đầu lại, tại khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô, Diệp Bắc Minh liền choáng váng. Đôi mắt lấp lánh như đá quý với hàng mi dài cong vút. Liếc xuống dưới là chiếc mũi dọc dừa cùng đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều. Vóc dáng chính diện thực sự là hoàn mỹ đến không có điểm chê. Chỉ có điều ở giữa gò má của cô ấy, từ mắt trái kéo dài đến cằm phải có một vệt tím vắt ngang khuôn mặt hoàn hảo này. Trông cực kỳ dữ tợn. Sao thế, xấu cố nên dọa tới anh rồi à? Giọng nói của Trần Vũ Nhu lạnh băng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không, cô đẹp một cách độc đáo. Trần Vũ Nhu cười mỉa. Mọi người đều biết tôi là cô gái xấu xí nhất tại thần viện Thái Thương. Anh nói tôi đẹp, là đang trợn mắt nói dối, hay mọi người đều sai rồi. Nói xong khóe miệng còn vẽ lên ý cười giễu cợt. Cô cứu Diệp Bắc Minh không phải vì lương tâm trỗi dậy. Mà đó là nhiệm vụ của cô ấy. Diệp Bắc Minh cũng giống như những người khác, xu nịnh vẻ ngoài của cô là bản chất bình thường của con người. Toàn bộ thần viện Thái Thương ngoài mặt đều coi cô là một mỹ nhân.
nhưng không biết sau lưng đã nhổ bao nhiêu bãi nước bọt rồi. Nếu không phải là đệ tử đứng đầu của chấp pháp viện, cộng thêm thân phận thành viên của đế tộc Tử Vi, thì cô sớm đã bị nước bọt của người đời dìm chết rồi. Diệp Bắc Minh đáp, những người này chỉ để ý tới túi ra bên ngoài, mà cái tôi nhìn tới là linh hồn. Chỉ dựa vào việc cô không sợ đắc tội tới Bất Hủ Vấn Thiên, ra tay bảo vệ quy định của thần viện Thái Thương, linh hồn của cô chắc chắn sẽ không thể dơ bẩn được. Thứ hai, khuôn mặt của cô kỳ thực rất đẹp. Không phải vệt tím này giống như ánh hoàng hôn trong một ngày giông bão sao? Anh! Đôi mắt đẹp của Trần Vũ Nhu chợt lóe lên, biểu cảm có chút kỳ lạ. Nhảm nhí! Cô Trần, những điều tôi nói đều là thật lòng. Trần Vũ Nhu phì cười, phụt. Diệp Bắc Minh bổ sung một câu, cô cười lên càng xinh đẹp hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Nhu đanh lại, lạnh giọng nói, được rồi, đừng tưởng rằng khen ngợi vài câu thì tôi sẽ chiếu cố anh hơn. Bất quá, anh quả thực đã chặn đứng được một chiêu của Bất Hủ Vấn Thiên, cho thấy thực lực của anh cao hơn rất nhiều so với đệ tử khảo hạch. Cho nên bây giờ anh đã là đệ tử của Thần Viện Thái Thương rồi. Diệp Bắc Minh chắp tay nói, cảm ơn cô. Trần Vũ Nhu xoay người chuẩn bị rời đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục làu bàu, nhóc con, cậu đúng là giỏi đối phó với phụ nữ. Diệp Bắc Minh truyền âm, tôi nói nghiêm túc mà. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tôi tin cậu. Đột nhiên, Trần Vũ Nhu dừng lại bước chân, liếc Diệp Bắc Minh một cái nói, anh đi theo tôi đưa anh vào Thần Viện Thái Thương. Bất Hủ Vấn Thiên là một tên hẹp hòi, chắc chắn sẽ tìm cơ hội chèn ép anh. Đi theo tôi cam đoan sẽ không ai có thể làm hại tới anh. Cảm ơn cô Trần, Diệp Bắc Minh đáp. Cô Trần, ha ha, nếu đã gia nhập Thần Viện Thái Thương, tôi hẳn là sư tỷ của anh. Trần Vũ Nhu lắc đầu, thôi quên đi, tùy anh muốn gọi thế nào cũng được. Sau đó cô dẫn Diệp Bắc Minh một đường đi thẳng tới nơi sâu trong thần viện. Anh tên là gì? Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, đệ tử mới gia nhập Thần Viện Thái Thương có thể chọn một vị trưởng lão để làm thầy. Trước đó anh có thích vị trưởng lão nào không? Cái này. Diệp Bắc Minh có chút do dự, thật thà đáp, cô Trần, tôi không muốn bái vị trưởng lão nào làm sư phụ cả. Ồ, vậy anh có dự định thế nào? Trần Vũ Nhu cau mày. Diệp Bắc Minh thẳng thắn trình bày. Tôi muốn nâng cao cảnh giới, xin hỏi nơi nào ở Thần Viện Thái Thương có thể đột phá nhanh nhất? Ha ha! Cuộc trò chuyện tếu táo vừa rồi khiến Trần Vũ Nhu có chút hảo cảm với Diệp Bắc Minh. Nhưng lời này vừa nói ra, tất cả hảo cảm lập tức bị quét sạch không còn sót lại chút gì. Thật quá thực dụng! Núi Ngộ Đạo! Trần Vũ Nhu phun ra ba chữ này. Diệp Bắc Minh hỏi, núi Ngộ Đạo là nơi nào? Trần Vũ Nhu lười phải trả lời, trong mắt cô ấy. Diệp Bắc Minh không có bất kỳ khác biệt nào với những người khác. Tốc độ của cô rất nhanh, mang theo Diệp Bắc Minh một đường đi thẳng tới trước một dãy núi cổ xưa. Sau đó chỉ về phía trước, đây chính là núi Ngộ Đạo. Nói đoạn chẳng đợi Diệp Bắc Minh đáp lại đã xoay người trực tiếp rời đi. Diệp Bắc Minh cũng không suy nghĩ nhiều, nhấc chân tiến vào phạm vi núi Ngộ Đạo. Một đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống, vô số loại sức mạnh phép tắc gần như cùng lúc cuốn tới. Diệp Bắc Minh bị dọa cho nhảy dựng, vội lùi ra khỏi phạm vi núi Ngộ Đạo. Trong chốc lát, cảm giác phép tắc hỗn loạn kia đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì vậy, loại cảm giác vừa rồi thật là khủng khiếp. Giống như có vô số sức mạnh phép tắc cùng lúc ập tới, muốn xé sống tôi ra vậy, Diệp Bắc Minh kinh hãi. Giao Trì truyền âm, đây là nơi độ kiếp của đai đạo chi thượng, thậm chí là cảnh giới tế đạo tại Thần Viện Thái Thương. Tuy nhiên, nhìn tình huống này, thì có lẽ đã có rất nhiều phải bỏ mạng trong kỳ độ kiếp. Toàn bộ phép tắc của họ đều giữ lại nơi này. Hơn nữa, sau khi bỏ mình trong thiên kiếp, sức mạnh tiêu tan, vĩnh viễn bị nhốt trong đây. Tiến vào đó hấp thụ năng lượng mà họ để lại ngươi liền có thể đột phá. Là một nơi mà nguy hiểm và cơ hội tồn tại song song. Diệp Bắc Minh sải bước tiến lên, nguy hiểm, là cái thá gì? Cái gì, thằng nhãi đó tới núi Ngộ Đạo rồi. Khi thuộc hạ quay lại báo cáo, sau lưng Bất Hủ Vấn Thiên dâng lên một trận lạnh lẽo. Cho dù là hắn cũng không dám tới núi Ngộ Đạo, Diệp Bắc Minh ăn gan hùm mật gấu dám tới đó. Hắn điên rồi sao? Bên kia, sau khi Trần Vũ Nhu đưa Diệp Bắc Minh đến núi Ngộ Đạo xong liền quay người rời đi. Nhưng không phải hoàn toàn bỏ mặc anh, mà âm thầm triệu tập một đệ tử tới lén lút quan sát. Được một hồi, tên đệ tử này vội chạy trở về bẩm báo, vừa thở dốc vừa nói. Trần sư tỷ, xảy ra chuyện lớn rồi,
tên nhóc đó đúng là một kẻ cứng đầu mà. Hắn xông vào núi ngộ đạo rồi. Cậu nói cái gì? Trần Vũ Nhu đứng bật dậy vì kinh ngạc. Núi ngộ đạo vô cùng nguy hiểm. Từng có đệ tử mạo hiểm xông vào, trong số 100 người tiến vào chỉ có một nửa chạy thoát ra ngoài. Tại sao lại là một nửa? Bởi những người trốn thoát ra gần như đều bị thương nặng sắp chết. Núi ngộ đạo quả thực là nơi có thể thăng tiến cảnh giới nhanh nhất tại thần viện Thái Thương. Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất, cô ấy đưa Diệp Bắc Minh qua đó chỉ đơn giản muốn dạy cho anh một bài học chứ không muốn hại chết anh. Trần Vũ Nhu lập tức hối hận, đồ ngốc, đúng là một kẻ ngu ngốc. Khi tiến vào núi ngộ đạo, không phải là nên bị vô số phép tắc hỗn loạn trong đó dọa sợ rồi biết khó mà lui sao? Tên Diệp Bắc Minh đó điên rồi à? Vậy mà còn dám xông vào? Đi, mau đi thôi, đi cứu hắn ta. Một khi đi vào quá sâu, với thực lực đại năng tầng 1 của hắn, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Bất Hủ Vấn Thiên dẫn đầu lao ra ngoài. Cùng lúc đó, sắc mặt của Bất Hủ Vấn Thiên cũng âm trầm ra lệnh, đi, đi quá đó nhìn xem. Giây tiếp theo. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Trên bầu trời phía trên thần viện Thái Thương, một tia sét cao hàng tỷ thước giáng xuống từ trên cao. Đó là hướng của núi ngộ đạo, không lẽ có người đang độ kiếp? Đi, tới đó xem. Hàng triệu đệ tử của thần viện Thái Thương nhanh chóng tập trung về phía núi ngộ đạo. Khi họ chạy tới nơi, thì bị một màn trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Chỉ thấy tại nơi sâu của núi ngộ đạo, có một bóng người đang bị năng lượng cuồng nộ bao quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bầu trời phía trên đỉnh đầu của bóng người ấy đang giáng xuống một tia thiên lôi dài cả hàng trăm triệu thước. Một đầu sấm sét nhấn chìm hắn, đầu còn lại nối liền với vực sâu của vũ trụ. Diệp Bắc Minh, thực sự là anh điên rồi sao? Mau ra đây, con người Trần Vũ Nhu co rụt lại. Bất Hủ Vấn Thiên bên cạnh đã tới từ lâu. Hắn cười vui vẻ nói, Trần Vũ Nhu, cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô. Có phải cô biết tôi vô cùng căm ghét thằng nhãi này nên mới đặc biệt đưa hắn tới đây, tiễn hắn xuống âm phủ không? Nghe được lời này, Trần Vũ Nhu lại tự trách vô cùng, cô dậm mạnh chân, như tên bắn vọt về phía núi ngộ đạo. Tại khoảnh khắc đặt chân vào núi ngộ đạo đó, vô số luồng sức mạnh phép tắc đáng sợ nghiền ép tới. Gương mặt xinh đẹp của Trần Vũ Nhu tái nhợt như giấy, không kìm được phun ra một ngụm máu. Ngay cả cô ấy cũng kiên trì không nổi, Diệp Bắc Minh sao có thể lọt thẳng vào nơi sâu như vậy. Ngay khi cô sắp bị sức mạnh phép tắc xóa sổ. Vũ Nhu, có một tiếng quạt khẽ vọng tới từ phía sau. Đại trưởng lão của chấp pháp viện, Tô Bi Vân đang cấp tốc lao vào núi ngộ đạo. Ông ta vung ra một kiếm cắt đứt sức mạnh phép tắc đang ào ạt tràn tới. Rồi tóm lấy Trần Vũ Nhu và nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của núi ngộ đạo, Vũ Nhu tên nhóc đó điên rồi, con cũng điên theo sao? Trần Vũ Nhu nước mắt đầy mặt đáp, Tô trưởng lão, đều là lỗi của con. Đều do con hại anh ta, đều trách con đưa anh ta tới nơi này. Tô trưởng lão, cầu xin người cứu anh ta đi mà. Tô Bi Vân cau mày, chắp tay sau lưng đánh giá sơ bộ tình huống bên trong, rồi lắc đầu nói, cậu ta đã tiến vào quá sâu, gợi lên cộng hưởng của núi ngộ đạo. Ít nhất cũng phải mấy vạn loại phép tắc cùng lúc đè ép lên, người này vô vọng rồi. Bên ngoài núi ngộ đạo, bùm, 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 từng đạo thiên lôi nối đuôi nhau, không ngừng chút xuống. Tô trưởng lão, van cầu người, cứu anh ta đi mà. Anh ta là do con đưa tới, anh ta chỉ đơn thuần muốn tới thần viện Thái Thương để gia tăng thực lực thôi, thì có gì sai đâu. Đều tại con đưa anh ta tới bên ngoài núi ngộ đạo này. Con hoàn toàn không ngờ tới anh ta lại ngốc như vậy, thực sự xông vào. Đều tại con hại anh ta. Trần Vũ Nhu bật khóc nghẹn ngào. Cho dù cô khẩn thiết cầu xin thế nào thì Tô Bi Vân vẫn không chút động lòng. Một bàn tay của ông ta đè xuống bả vai của Trần Vũ Nhu, khiến cô ấy không cách nào xông vào trong. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên lôi đánh xuống người Diệp Bắc Minh, sức mạnh điên cuồng tàn phá. 15 phút sau. Sấm sét vẫn cuồng loạn kéo tới. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh vẫn kiên trì như cũ. Sao thằng nhãi đó còn chưa chết vậy? Kỷ lục cao nhất của núi ngộ đạo hình như cũng chỉ khoảng nửa giờ thôi phải không? Trong đám đông đã có người cảm thấy có gì đó không ổn. Một giờ trôi qua. Trời ạ, đều đã một tiếng rồi, tên nhãi này sao vẫn chống đỡ được thế? Có gì không đúng, có vấn đề rồi. Một ông lão mặc áo trắng thấp giọng hét lên. Hai mắt dán chặt lên vòng xoáy màu đen bao quanh Diệp Bắc Minh.
Mọi người đều biết đó là vòng xoáy cuồng nộ được hình thành từ vô số phép tắc. Đại đạo chi thượng tiến vào cũng có khả năng bị xé xác, hóa thành xương máu. Nhưng Diệp Bắc Minh lại vẫn đang kiên trì. Ta hiểu rồi. Ông lão áo trắng khẽ quát một tiếng, đột nhiên vỗ, đét, một cái xuống đùi, thằng nhóc này là đang hấp thụ sức mạnh ẩn chứa trong những phép tắc này. Cái gì? Lời này khiến toàn trường náo động. Con người của hàng triệu người gần như lồi ra, hô hấp cũng ngưng trệ. Nhìn chăm chăm vào nơi sâu trong núi Ngộ Đạo. Bất Hủ Vẫn Thiên sầm mặt, Huyết lão, điều này là thật sao? Một ông lão khoác áo đen gật đầu. Nhìn thì có vẻ là vậy. Làm sao có thể? Bất Hủ Vẫn Thiên siết chặt nắm đấm, mờ u bàn tay hằn đầy gân xanh, thằng nhãi đó sao có thể làm được cơ chứ? Tôi từng vào trong núi Ngộ Đạo rồi, cũng chỉ có thể duy trì ước chừng 100 nhịp thở trước sức mạnh phép tắc hỗn loạn trong đó. Sắc mặt Huyết lão càng thêm ngưng trọng. Cũng nhìn chòng chọc vào bóng hình ẩn hiện trong nơi sâu kia, vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Thằng nhãi này có thể trở thành mối đe dọa cho lão phu. Sao có thể? Lão phu là đại đạo chi thượng tầng 6. Nhất định là do sức mạnh phép tắc trong núi Ngộ Đạo quá hỗn loạn nên mới gây ra ảo giác thôi. Nghĩ vậy nên Huyết lão cũng an lòng hơn. Trần Vũ Nhu thì sững người tại chỗ, ngây ngốc nhìn về hướng Diệp Bắc Minh. Lúc này, bên trong cơ thể Diệp Bắc Minh đã ngưng tụ được một lượng lớn năng lượng, từng đợt nối tiếp nhau càn quét tới. Rửa sạch máu thịt của anh, bị anh sàng lọc rồi hấp thụ. Diệp Bắc Minh, nhớ những lời bổn đế từng nói với ngươi không? Sau đại năng thượng cổ có 9 cảnh giới nhỏ. Mỗi một cảnh giới nhỏ đều phải hấp thụ sức mạnh gấp 10 lần cảnh giới trước đó, Giao Trì nhàn nhạt nói. Diệp Bắc Minh đáp, tôi nhớ. Tôi đã hấp thụ được 7 phần rồi, cố thêm một lúc nữa liền có thể đột phá. Một tia sét dài hàng tỷ thước lại giáng xuống. Thu. Diệp Bắc Minh đứng dậy, chủ động ôm lấy thiên lôi. Cảnh tượng này đã hoàn toàn xóa sạch mọi nhận thức của các đệ tử thần viện Thái Thương, khiến họ ngây người như phỗng, trời ơi, tên nhãi đó điên rồi sao? Hắn là ai vậy? Hình như tên là Diệp Bắc Minh gì đó, đại năng thượng cổ tầng 1, hôm nay vừa mới gia nhập thần viện. Diệp sư đệ thật châu bò, trời ạ. Cho dù hôm nay hắn không chết trong núi Ngộ Đạo, cũng đã đủ vang danh sử sách rồi. Ánh mắt mỗi người đều nóng rực, tim đập loạn xạ. Hô hấp dồn dập, mắt không dám chớp, cơ hồ lồi ra tia máu hoặc cay xè cũng muốn theo dõi xít sao tình hình trong núi Ngộ Đạo. Bùm, bùm, bùm. 7-8 tia thiên lôi liên tục giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Toàn bộ đều bị Diệp Bắc Minh hấp thụ, 10 phần sức mạnh cuối cùng cũng thu gom đủ. Đột phá! Diệp Bắc Minh điên cuồng gầm lên. Một tầng sấm sét lại ngưng kết phía trên bầu trời núi Ngộ Đạo. Có người kinh ngạc kêu lên, lại tới nữa rồi. Ông lão áo trắng hét lên, không đúng, đây không phải là thiên lôi của núi Ngộ Đạo, mà là thiên lôi độ kiếp của tên nhóc đó. Cái gì, độ kiếp? Hắn muốn đột phá sao? Hàng triệu đệ tử đều há hốc mồm. Gần như rớt hàm xuống đất, nghẹn họng nhìn một màn này. Trần Vũ Nhu hơi há miệng, có thể nhét vừa một nắm đấm. Gương mặt yêu kiều đỏ lựng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội vì kích động, anh ta. Anh ta quả nhiên là đang đột phá. Tô trưởng lão, Diệp Bắc Minh này rốt cuộc là ai vậy? Tô Bi Vân đã buông Trần Vũ Nhu ra từ lâu. Gương mặt già nua của ông ta nghiêm nghị nhìn Trần Vũ Nhu đáp, lão phu phải hỏi ngược lại con mới đúng, rốt cuộc đây là yêu nghiệt nghịch thiên đến từ phương nào vậy? Có thể trụ ở núi Ngộ Đạo một tiếng đồng hồ, còn có thể hấp thụ năng lượng ở đây. Vũ Nhu, tên nhóc này không phải do con đưa tới sao? Con! Trần Vũ Nhu ngơ người. Đứng chơ như trời trồng tại chỗ. Con cũng không quen biết anh ta. Tô Bi Vân phá lên cười, ha ha ha, bất kể con có quen cậu ta hay không. Thì thần viện Thái Thương ta cắn chắc tên nhóc này rồi, lão phu còn đang thiếu một đệ tử bế quan đây, Tên nhóc này nhìn thế nào cũng thấy càng lúc càng thuận mắt. Những đệ tử của thần viện Thái Thương xung quanh nghe được câu tán thưởng này đều đứng hình. Tô Bi Vân, cảnh giới tế đạo, cũng là đại trưởng lão chấp pháp viện của thần viện Thái Thương. Thằng nhóc này có đức hạnh thế nào mà được Tô lão nhìn chúng đây, một vài tên đệ tử mặt đầy ganh ghét nói. Mẹ kiếp, còn phải hỏi nữa sao, là thiên phú nghịch thiên đó, cũng có người than thở. Bùm, 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 liên tiếp hơn chục tia thiên lôi giáng xuống. Đều bị Diệp Bắc Minh dễ dàng ngăn cản. Hơi thở của anh đột nhiên thay đổi, là dấu hiệu của đột phá.
Cảnh giới đại năng, tầng thứ 2. Diệp Bắc Minh khoanh chân ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục hấp thu. Giao Trì nhắc nhở một câu, Diệp Bắc Minh, người còn muốn tiếp tục đột phá sao? Sao thế, cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải tiếp tục hấp thu rồi, Diệp Bắc Minh hồn nhiên đáp. Núi Ngộ Đạo quả là một kho tàng báu vật đối với anh. Diệp Bắc Minh thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần hút lấy toàn bộ năng lượng của ngọn núi này, thì việc thăng cấp tới cảnh giới đại đạo cũng không phải vấn đề to tát gì. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng nhắc nhở, nhóc con, cậu gây ra động tĩnh quá lớn rồi đó. Hầu như tất cả mọi người trong thần viện Thái Thương đều bị cậu hấp dẫn tới đây rồi. Nếu còn tiếp tục đột phá, e rằng sẽ rước phải phiền phức rất lớn. Diệp Bắc Minh lúc này mới ý thức được. Bên ngoài núi Ngộ Đạo hiện tại người đông nghìn nghịt. Khắp nơi trên mặt đất và không trung dày đặc người, giống như đàn kiến vậy, đều đang chen chúc tràn về phía này. Xem ra tôi phải ra ngoài một chuyến thôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Anh dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài núi. Tới rồi, tới rồi. Đám đông cùng nhau dịch chuyển. Khi Diệp Bắc Minh vừa bước ra khỏi núi Ngộ Đạo, Tô Bi Vân đã bước thẳng tới. Ha ha ha, cậu tên là Diệp Bắc Minh có đúng không? Đệ tử vừa nhập môn, tốt, tốt lắm. Lão Phu là Tô Bi Vân, đại trưởng lão chấp pháp của thần viện Thái Thương. Lão Phu quyết định sẽ thu cậu làm đệ tử bế quan, bắt đầu từ hôm nay sẽ cùng Lão Phu tu luyện. Vừa rồi khi Tô Bi Vân đưa ra quyết định này chỉ có một số ít đệ tử nhìn thấy. Bây giờ, ngay trước mặt hàng triệu người, ông ta hùng hồn tuyên bố thu nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử bế quan, tin tức này chẳng khác nào quả bom khiến toàn trường sôi sục. Trời ạ, thằng nhãi này một bước lên mây rồi. Thân phận đệ tử bế quan của Tô trưởng lão cao quý biết nhường nào. Vô số ánh mắt tràn đầy lửa nóng và đỏ bừng vì đố kỵ. Tô lão, chấp pháp viện có gì tốt đẹp mà vào? Không lẽ ngày nào cũng thi pháp sao? Một tiếng hét trầm thấp vang lên. Một ông lão đầu chọc từ trên trời giáng xuống, gương mặt đầy ý cười, nhóc con, lão phu là đỉnh phù đồ, đại trưởng lão đứng đầu của tàng kinh các thần viện Thái Thương. Như mọi người đã biết, đây là nơi cất giữ hàng trăm triệu cuốn sách. Đủ các loại công pháp võ đạo, sách quý về đan dược, sách cổ về bí thuật nhiều vô kể. Cậu theo ta tới tàng kinh các thì có thể tìm đọc tất cả các điển tịch từ lúc thần viện Thái Thương được thành lập tới nay. Tô Bi Vân giật mình. Vừa định lên tiếng thì từ sau lưng đã truyền tới một tiếng mắng đầy phẫn nộ. Mẹ kiếp! Mọi người ngoái đầu nhìn lại. Một đạo sĩ ăn mặc lếch thếch thả mình từ trên trời xuống. Bùm! Một tiếng nổ cực lớn. Hạ xuống trước mặt Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ, một mầm non yêu nghiệt như vậy nhất định phải tu hành dưới chướng giới luật viện của Lão Phu. Diệp Bắc Minh, Lão Phu là Thái Ất Mạc, đại trưởng lão đứng đầu giới luật viện. Nhanh bái ta làm thầy đi! Ta bảo đảm từ nay về sau cậu có thể đi ngang tại thần viện Thái Thương này, cho dù bị hậu duệ đế tộc ức hiếp tới trên đầu, thì lão phu cũng sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Lời này vừa vang, một vài đệ tử mang trong mình huyết mạch đế tộc đều bối rối vuốt mũi. Liên quan gì tới bọn họ đâu? Ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn lên người Bất Hủ Vấn Thiên. Hậu duệ đế tộc có rất nhiều nhưng huyết thống lại không thuần khiết. Giống như Bất Hủ Vấn Thiên là hậu duệ trực hệ của tộc Bất Hủ thì phóng mắt khắp thần viện Thái Thương cũng không được mấy người. Nhóc con, cậu còn chần chừ gì nữa? Chọn nhanh đi. Đỉnh phù đồ cùng Thái Ất Mạc nóng ruột thúc giục. Diệp Bắc Minh, lão phu tới trước, chọn ta đi. Tô Bi Vân một phát tóm lấy tay Diệp Bắc Minh. Suốt toàn bộ quá trình, Trần Vũ Nhu vẫn đứng ngơ ngác há hốc miệng. Cái này có phải cũng quá khoa trương rồi hay không? Ba vị trưởng lão vậy mà đều nhìn chúng anh ta. Anh ta rốt cuộc có điểm nào nổi bật cơ chứ? Không phải chỉ là chống đỡ ở núi Ngộ Đạo một tiếng đồng hồ thôi sao? Mình cũng có thể trụ lại hơn 100 nhịp thở. Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Nhu biến sắc, hình như cũng có chút nghịch thiên thật. Ba vị trưởng lão à, cái này. Diệp Bắc Minh cau mày. Vô cùng khó xử. Sao thế, cậu còn không muốn sao, sắc mặt của cả ba thoát cái trầm xuống. Tất nhiên không phải rồi. Có thể bái ba vị làm thầy tôi cầu còn không được. Chỉ là lúc tôi mới tiến vào thần viện Thái Thương từng bị một người có địa vị rất cao nhắm tới. Tôi sợ nếu ghi danh dưới tên của ba vị trưởng lão sẽ gây thêm phiền toái cho mọi người. Tô Bi Vân khịt mũi, hừ, lão phu là tế đạo tầng 1, còn sợ rắc rối sao? Đỉnh phù đồ quắc mắt hỏi, nhóc Diệp, là ai dám nhằm vào cậu? Lão phu sẽ giúp cậu đánh gãy chân chó của hắn.
Thái Ất Mạc thì trực tiếp gầm lên một tiếng, còn không mau cút ra đây. Quỳ xuống. Diệp Bắc Minh mắt sắc chỉ ngay về phía Bất Hủ Vấn Thiên, a, à, chính là anh ta. Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng chốc đều dán chặt lên người Bất Hủ Vấn Thiên. Ba người đồng thời cau mày. Không ngờ người đó lại chính là Bất Hủ Vấn Thiên. Nhóc Diệp, thân phận người này đặc biệt, nếu không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn thì thôi quên đi. Tô Bi Vân liếc Diệp Bắc Minh một cái thật sâu rồi quay đầu nhìn Bất Hủ Vấn Thiên. Bất Hủ Vấn Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Sắc mặt Bất Hủ Vấn Thiên lạnh như băng. Ánh mắt của ba tế đạo đều đổ dồn lên người mang đến áp lực rất lớn cho hắn. Cho dù là tộc Bất Hủ cũng không thể vì hắn mà đắc tội với ba cường giả tế đạo của Thần Viện Thái Thương được. Huyết Lão nghi hoặc truyền âm tới, công tử, tại sao cậu lại nằng nặc muốn giết Diệp Bắc Minh? Kẻ này hình như đâu có khiêu khích gì tới cậu. Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Thái Ất Mạc đều nhìn chúng hắn, Lão Phu kiến nghị nên từ bỏ việc giết chết hắn. Bất Hủ Vấn Thiên rất cay cú. Vô cùng bực tức. Hắn cũng không thể nói ra việc tên nhóc này đã cùng Côn Ngô Mật Phi. Bỏ đi, dù sao cũng không phải sự thật, mọi thứ đều là giả tưởng. Thằng nhãi này chỉ là có tướng mạo hao hao, là khung cảnh mà Côn Ngô Mật Phi dựng lên, sau khi cân đo đong đếm lợi hại trong đó. Giây tiếp theo. Bất Hủ Vấn Thiên cười nói, ha ha ha, Diệp sư đệ, lúc đó ta chỉ là đùa giỡn thôi. Chúng ta không đánh không quen có đúng không? Diệp Bắc Minh cười như không cười đáp, được thôi, vậy anh tiếp lấy một chiêu của tôi chuyện này coi như kết thúc. Được. Bất Hủ Vấn Thiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đồng ý. Nhưng sâu nơi đáy mắt lại âm ỉ một tia rét lạnh, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải băm vằm Diệp Bắc Minh ra thành vạn mảnh. Ra tay đi. Các đệ tử xung quanh nháo nhác tản ra, để lại một khoảng trống cho Bất Hủ Vấn Thiên và Diệp Bắc Minh. Huyết Long, ra đi. Diệp Bắc Minh khẽ quát. Tiếng gầm của rồng vọng tới từ trong thân thể anh, một con huyết long vọt thẳng lên trời, mang theo cơn thịnh nộ ngất trời hóa thành một quyền. Tốc độ cực nhanh, xông tới trước người Bất Hủ Vấn Thiên, hung hăng đập xuống. Mẹ kiếp, con người Bất Hủ Vấn Thiên co rúm lại, cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt. Huyết Lão cũng giật mình, uy lực mạnh quá. Bất Hủ Vấn Thiên tiến lên chặn lại, vận dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, giống lên, Diệp Bắc Minh, mày, được, lắm. Bùm! Năng lượng bùng nổ dập trời. Rực cháy thành từng chùm ánh sáng, giống như một quả bom hạt nhân phát nổ vậy. Năng lượng tràn ra như sóng thần. Khi bụi bặm lắng xuống, Bất Hủ Vấn Thiên đã biến mất khỏi vị trí ban đầu mà đứng cách xa ngàn mét. Mặt đất kéo ra một khe nứt hàng ngàn mét. Hai tay hắn máu me đầm đìa, không ngừng run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số đệ đang có mặt phải hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây thế nhưng là Bất Hủ Vấn Thiên, vậy mà bị một quyền của Diệp Bắc Minh vừa nhập môn đẩy lùi hàng ngàn mét, hai tay còn bị thương nữa. Làm sao có thể? Công tử! Huyết Lão lao tới, muốn kiểm tra vết thương của Bất Hủ Vấn Thiên. Không cần! Bất Hủ Vấn Thiên phất tay ngăn cản, cười tâu toét với hàm răng đầy máu, Diệp sư đệ, chuyện này có thể cho qua được rồi chứ? Diệp Bắc Minh đáp gọn lỏn, được. Bất Hủ Vấn Thiên quay người, trực tiếp rời đi. Trong mắt của ba người Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Thái Ất Mạc đều ánh lên một tia rung động. Đồng thời, cũng càng tin chắc nhất định phải thu Diệp Bắc Minh làm đệ tử, nhóc Diệp, mau chọn đi, trong ba người chúng ta, cậu chọn ai? Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh phịch một tiếng quỳ xuống, đệ tử Diệp Bắc Minh tham kiến ba vị sư phụ. Ba vị sư phụ, trời ạ, hắn cũng quá tham lam rồi chăng? Hàng triệu đệ tử có mặt xém chút nhảy dựng lên. Trần Vũ Nhu cũng đưa ra, ngạc nhiên thốt lên, Diệp Bắc Minh, anh. Anh muốn cùng lúc bái ba vị đại trưởng lão làm sư phụ. Cái đó, không được à. Diệp Bắc Minh vô tội nhìn ba người. Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ cùng Thái Ất Mạc đảo mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo. Ha ha ha, được, sao lại không được. Nào nào, đồ đệ ngoan, mau đứng lên đi. Sau khi Bất Hủ Vấn Thiên rời đi liền nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Vừa bước vào cung điện, Huyết Lão vội lao tới, công tử, người không sao chứ? Phụt! Bất Hủ Vấn Thiên phun ra một ngụm máu đen mà hắn vẫn luôn nhìn không được nôn ra. Bằng không sẽ rất xấu hổ. Truyền lệnh xuống, hoãn lại hôn lễ. Nửa giờ sau, tin tức đã lan truyền tới gia tộc Côn Ngô. Gương mặt Côn Ngô Mật Phi hiện lên nét kinh ngạc, hoãn lại hôn lễ.
Bất Hủ Vấn Thiên vẫn luôn muốn giành được ta, sao có thể thể trì hoãn hôn lễ được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đưa tin giải thích lại một lượt những chuyện đã xảy ra tại Thần Viện Thái Thương. Có một người mới tên là Diệp Bắc Minh đã tiến vào núi Ngộ Đạo, còn tung ra một quyền làm Bất Hủ Vấn Thiên bị thương. Côn Ngô Mật Phi hoảng hốt đứng phát dậy, ai? Ngươi nói ai? Diệp Bắc Minh? Làm sao có thể là anh ta? Người đưa tin ngẩng đầu, tiểu thư, quả thực là hắn. Chính là kẻ đã đột nhập vào núi Côn Ngô đánh cắp đi suối thần. Ta không phải ý đó. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu. Hầu gái ngờ vực, hả? Vậy tiểu thư có ý gì ạ? Thôi quên đi. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, ta có nói thì ngươi cũng không hiểu được. Sau khi trầm lặng mấy phút, đôi mắt của cô lấp lánh. Đột nhiên, khóe miệng dương lên ý cười vui đùa, đi thông báo cho Bất Hủ Vấn Thiên biết, ta không đồng ý với việc trì hoãn hôn lễ. Cứ chiếu theo giao ước và tổ chức vào ngày mai. Thêm vào đó, ta muốn tiến hành tại Thần Viện Thái Thương. Nếu hắn không đồng ý, vậy chúng ta kết thúc tại đây. Hầu gái thưa vâng một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống. Trên môi Côn Ngô Mật Phi vẫn nở nụ cười điên cuồng, Diệp Bắc Minh, có phải là anh đã nhớ ra gì đó rồi không? Nếu anh đã nhớ lại, Bất Hủ Vấn Thiên muốn cưới tôi. Anh sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn, hay sẽ làm ra gì đó đây? Trong một tòa cung điện tại Thần Viện Thái Thương. Đồ đệ ngoan, tuy rằng con cùng lúc bái ba người chúng ta làm thầy nhưng cũng không thể cùng lúc tiếp thu truyền thừa của ba người chứ. Tô Bi Vân kéo lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, nói, truyền thừa của ta vô cùng phức tạp, con cùng ta trở về chấp pháp viện trước, học xong 100 triệu năm rồi lại nói. Đỉnh Phù Đồ tức giận mắng một câu, Tô Bi Vân, ông nghĩ hay lắm, sách quý trong tàng thư các của tôi đã có hơn 100 triệu cuốn, 100 triệu năm học cũng không xong. Đồ đệ ngoan à, con cứ trở về tàng thư các trước, nghiền ngẫm 1 tỷ năm rồi bàn tiếp, vừa nói vừa túm chặt lấy cánh tay còn lại của Diệp Bắc Minh. Thái Ất Mạc bên cạnh cũng không hề khách sáo, trực tiếp ôm lấy thân thể Diệp Bắc Minh, nói, đồ nhi, như chúng ta đều biết, truyền thừa của giới luật viện là lợi hại nhất. Con vẫn nên tới đó ở trước 1 tỷ năm đi. Trần Vũ Nhu ngây ngốc nhìn ba người họ vì một Diệp Bắc Minh mà tranh đoạt với nhau. Ba vị trưởng lão à, phải đến mức đó sao? Đương nhiên rồi. Ba người đồng thanh trả lời. Trần Vũ Nhu sao có thể hiểu được việc trụ lại núi Ngộ Đạo trong 1 giờ có ý nghĩa như thế nào? Vũ Nhu, con ra ngoài trước đi, chúng ta có vài lời muốn nói với Đầu Nhi, Tô Bi Vân cười hòa ái nói. Vâng. Trần Vũ Nhu nghe xong gật đầu, ngoan ngoãn đi ra khỏi đại điện. Diệp Bắc Minh mở lời, ba vị sư phụ à, thực ra trước khi tới Thần Viện Thái Thương, Đồ Nhi đã gặp phải chút phiền toái. Rắc rối gì? Đồ Nhi con cứ nói, sư phụ sẽ giúp con giải quyết. Trước mặt Thái Ất Mạc ta, đừng nhắc tới 2 chữ phiền toái này. Ba người gần như nói cùng một lúc, vỗ ngực cam đoan, bất luận rắc rối đó là gì cũng đều có thể giải quyết được. Diệp Bắc Minh mỉm cười, thực ra cũng không phải chuyện lớn lao gì, chính là con từng tới núi Côn Ngô một chuyến. Hơn nữa còn leo lên tới đỉnh. Ba người nghe tới đây đều kinh hãi trợn to mắt. Tới núi Côn Ngô, còn leo tới đỉnh. Đó thế nhưng là 1 trong 10 ngọn núi thần lớn nhất từ thời sáng thế, xung quanh bố trí vô số trận pháp, đồ nhi con vậy mà leo lên tới đỉnh núi, Tô Bi Vân hết sức ngạc nhiên. Vâng, Diệp Bắc Minh gật đầu. Đỉnh Phù Đồ có một loại dự cảm không lành, đồ nhi à, nếu con chỉ xông bừa vào núi Côn Ngô. Sư phụ. Đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc ra vào đơn giản rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ném ra một tin tức giật gân, sau khi Đồ Nhi leo lên tới đỉnh núi, gần như một hơi uống cạn suối thần Côn Ngô rồi. Con nói cái gì? Mẹ kiếp! Chết tiệt! Tô Bi Vân lặng người tại chỗ. Đỉnh Phù Đồ bật dậy, đập thẳng đầu vào mái vòm của chính điện, một lúc sau mới rơi xuống và đập mạnh xuống nền nhà khiến gạch lát sàn vỡ tung. Không chơi nữa, đi đây! Thái Ất Mạc nhấc chân liền muốn chạy. Tô Bi Vân cùng Đỉnh Phù Đồ một bước tiến lên bắt lấy ông ta, mẹ kiếp, Đồ Nhi gặp rắc rối ông lại muốn chạy trốn. Thái Ất Mạc sắp hộc máu, các ông thử vuốt lại lương tâm của mình xem, đây được tính là rắc rối nhỏ hay sao? Đó là suối thần Côn Ngô đó, mỗi năm cũng chỉ sinh ra được 1 giọt. Tô Bi Vân đè giọng nói, thì đã sao? Nhóc Diệp có thể ở lại núi Ngộ Đạo trong 1 tiếng đồng hồ. Sau này nếu chúng ta muốn tới đó độ kiếp, thằng bé có thể giúp chúng ta ngăn cản dòng năng lượng phép tắc hỗn loạn kia. Hy vọng thăng cấp của chúng ta không phải càng lớn hơn sao?
Giọng nói của đỉnh phù đồ trầm xuống, trả giá một chút nhưng lại có thể nâng cao một cảnh giới nhỏ. Đó thế nhưng là món hời cực lớn. Ông xác định muốn đi, lấy ra vài thứ để lão già Côn Ngô Tuyệt. Lòng đó câm miệng lại thì hai chúng tôi vẫn có thể làm được, Tô Bi Vân lạnh lùng nói. Thái Ất Mạc cắn răng ở lại. Tiếp đó ba người tập hợp lại, mỗi người lấy ra một vài báu vật luôn nâng niu lâu nay rồi kêu người đưa tới gia tộc Côn Ngô. Diệp Bắc Minh thấy vậy thì sắc mặt có hơi tối lại. Ba vị sư phụ này dường như không chỉ quan tâm tới tài năng võ đạo của anh mà càng coi trọng việc anh có thể trụ lại trong núi ngộ đạo một giờ. Tiểu Tháp, ba người họ có vấn đề, Diệp Bắc Minh truyền âm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, tôi cũng thấy thế, ba người họ hình như còn thực dụng hơn những sư phụ trước đó của cậu. Dường như bọn họ chọn cậu không chỉ vì cậu là thiên tài. Trong lòng Diệp Bắc Minh như có một đám mây đen giăng kín. Anh có chút nghi ngờ, mình lựa chọn ba người họ làm sư phụ có đúng hay không? Lúc này, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Thái Ất Mạc đã thương lượng xong. Ba người tiến lên vây Diệp Bắc Minh ở giữa. Đồ nhi, đồ thì các sư phụ đã đưa đến gia tộc Côn Ngô rồi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ chuẩn bị đột phá tế đạo tầng thứ hai thử xem, đến lúc đó con có thể giúp sư phụ ngăn cản sức mạnh phép tắc hỗn loạn trong núi ngộ đạo được không? Thái Ất Mạc là người đầu tiên mở lời. Nếp nhăn nơi khóe mắt cong cong ý cười. Có một loại hương vị cá đã lọt lưới. Diệp Bắc Minh ý cười đầy mặt, nhưng trong lòng lại cười lạnh, quả nhiên. Được, sư phụ. Anh gật đầu nhưng giọng điệu lại chuyển. Sư phụ, con e rằng lúc người độ kiếp mình lại kiên trì không được bao lâu. Cho nên sợ rằng cần có một vài bảo bối để phòng thân. Tô Bi Vân cùng Đỉnh Phù Đồ trực tiếp quay mặt sang hướng khác. Giả vờ như chưa nghe thấy gì. Người độ kiếp ngày mai cũng chẳng phải bọn họ. Mẹ kiếp hai lão hồ ly này, gương mặt già nua của Thái Ất Mạc hơi trầm xuống. Năm ngón tay ông ta duỗi vào hư không, ba viên đan dược đỏ tươi liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ông ta cười giả lả nói, đồ nhi à, đây là bạo tinh đan. Sau khi sử dụng có thể kích thích tiềm lực của cơ thể trong thời gian ngắn, bùng nổ với uy lực gấp 3 lần. Nếu ngày mai thật sự không chịu nổi thì cứ ăn một viên đi. Diệp Bắc Minh suýt nữa bật cười. Mẹ kiếp, tiếp tháp à, tôi phát hiện ra có vài vị sư phụ không nhất định là sư phụ, họ cũng có thể lấy mạng tôi đó. Trong lòng anh dâng lên một trận lạnh lẽo. Cảm ơn sư phụ. Diệp Bắc Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó nhận lấy 3 viên bạo tinh đan. Thái Ất Mạc vẫy tay, một ông già mặc áo vải gai liền tiến vào, ra lệnh, ông đi theo đồ nhi bảo vệ thằng bé cho tốt. Vâng. Ông lão áo vải gai cung kính gật đầu, rồi đi tới phía sau Diệp Bắc Minh, liếc anh một cái rồi lại cúi đầu. Đại đạo chi thượng tầng 6. Hẳn là sợ anh bỏ chạy. Giao Chỉ Kiêu ngạo cười một tiếng, Diệp Bắc Minh, bổn đế sớm đã nói với ngươi rồi. Nguyên thủy chân giới khác xa so với nhà tù số 7 của ngươi. Người ở đây coi trọng lợi ích nhất, vì lợi ích, bố mẹ, vợ con đều có thể bán đứng, chỉ chút tình cảm thầy trò nhỏ bé đó đã tính là cái thá gì. Sau khi rời khỏi đại điện, lão già mặc áo vải gai vẫn luôn theo sát sau anh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm đến cực điểm, tiểu tháp, đế thủ, xem ra ba lão già này coi tôi thành cột thu lôi rồi. Cột thu lôi là cái gì? Giao Chỉ thắc mắc. Diệp Bắc Minh cười tự giễu, còn có thứ mà cô không biết à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, trên trái đất có một loại công nghệ có thể điều chuyển hướng đi của tia sét, bảo vệ sự an toàn cho người bình thường. Dứt lời. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục còn ngưng tụ ra một bức tranh trong không gian nội bộ. Vào những ngày mưa, sấm sét đùng đoàng. Bị một cột thu lôi bên cạnh hút đi, bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Giao Chỉ cười lớn, ha ha ha, tiểu tháp ông nói đúng lắm. Tác dụng hiện tại của thằng nhóc này cũng gần giống như cột thu lôi vậy. Diệp Bắc Minh vô cùng bực tức, đế thủ, cô còn có tâm trạng cười à? Ba lão già này rõ ràng không có ý tốt đẹp gì. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên tìm cơ hội rời khỏi thần viện Thái Thương này thôi. Đột nhiên, ông già áo gai nở nụ cười kỳ quái, cậu Diệp, cậu đang truyền âm với ai vậy? Diệp Bắc Minh cau mày. Bản thân truyền âm bị phát hiện rồi. Giao Chỉ nói, lão ta đang lừa ngươi đó. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn ông già áo gai, không chút chần chừ giơ tay tát thẳng lên mặt ông ta, một tiếng, bốp, giòn tan vang lên. Cậu, lão già áo gai trợn to hai mắt. Trên gương mặt già nua không giấu nổi vẻ tức giận, cậu dám đánh tôi. Diệp Bắc Minh cậu vậy mà dám đánh tôi. Diệp Bắc Minh cười lạnh,
ba vị trưởng lão đều là sư phụ của tôi. Ông chẳng qua chỉ là một tên nô tài, tôi đánh ông thì đã sao? Ông có tin tôi đến cầu xin Thái Ất sư phụ cũng có thể giết chết ông hay không? Lão già áo gai rùng mình. Xét về tầm quan trọng của Diệp Bắc Minh đối với ba người họ, nếu anh kiên quyết yêu cầu, Thái Ất Mạc có lẽ thực sự sẽ giết chết ông ta. Cho dù ông ta là đại đạo chi thượng tầng 6, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng địa vị của anh trong lòng Thái Ất Mạc. Cậu Diệp, tôi sai rồi. Lão già áo gái run rẩy, vội vàng nói lời xin lỗi. Diệp Bắc Minh giống lên một tiếng, quỳ xuống. Lão già áo gai sợ hãi quỳ sụp xuống đất, thân hình già khóm run lên không ngừng. Diệp sư đệ, cậu đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Trần Vũ Nhu từ xa đi tới. Thấy ông lão áo gái quỳ trên đất, có chút khó hiểu, Phương lão, người hầu thân cận nhất của đại trưởng lão Thái Ất, sao ông lại quỳ ở đây? Diệp Bắc Minh tùy tiện giải thích, Phương lão nói ông ấy thích quỳ gối hầu hạ. Cô nhóc này không giống với ba lão già chết tiệt kia. Anh đương nhiên nhìn thấy việc cô ấy bất chấp tất cả xông vào núi ngộ đạo muốn cứu bản thân. À, mặc dù nghi ngờ nhưng Trần Vũ Nhu cũng không hỏi nhiều. Đi thôi, Diệp sư đệ, tôi dẫn cậu tới nơi ở của mình, Trần Vũ Nhu kéo tay Diệp Bắc Minh trực tiếp bay đi. Phương lão lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên đầu gối. Trong đôi mắt già nua hằn đầy tia máu. Khóe miệng không nhịn được giật giật, nhãi con, chỉ một tên đại năng tầng 2 còn con cũng dám bắt Phương Hiếu Thiên tao quỳ xuống. Sớm muộn gì mày cũng rơi vào tay tao thôi. Vừa nói nắm đấm vừa vang lên tiếng siết chặt lạo xạo. Rồi nhanh chóng đi theo hai người kia. Dưới sự dẫn đường của Trần Vũ Nhu, Diệp Bắc Minh rất nhanh đã tới được nơi mình ở. Trên đường đi, đèn lồng đỏ rực được treo khắp nơi. Trên đường chính, thậm chí còn có người đang trải thảm đỏ. Có chuyện gì vậy? Trần Vũ Nhu tóm lấy một tên đệ tử hỏi. Trần Sư Tỷ, Sư Huynh Bất Hủ và Sư Tỷ Côn Ngô sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai tại Thần Viện Thái Thương chúng ta đó. Các trưởng lão đều có lệnh phải trang trí hiện trường hôn lễ cho đàng hoàng, ngày mai sẽ có rất người của rất nhiều phương thế lực tới chúc mừng, tên đệ tử kia nói xong liền vội vã rời đi. Trần Vũ Nhu nghĩ hoài không ra, chỉ Mật Phi rõ ràng không thích Bất Hủ Vấn Thiên, sao lại đồng ý gả cho hắn? Không được. Đợi lát nữa tôi phải đi hỏi xem sao. Nói đoạn liền kéo theo Diệp Bắc Minh cấp tốc đi tới chỗ ở của anh. Tùy tiện giao phó hai câu. Liền quay người vội vàng rời đi. Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn thoáng qua, thân là đệ tử của ba vị đại trưởng lão, nơi anh ở vậy mà là một tòa cung điện khổng lồ. Anh sải bước tiến vào trong. Lão già áo gai đi theo cũng muốn nối bước. Cút! Diệp Bắc Minh khinh thường liếc mắt nói. Chó cũng phải có nhận thức của chó. Đứng chờ ở cửa đi. Lão già áo gai xém chút tức chết, cứ như vậy nhìn Diệp Bắc Minh khởi động trận pháp, chặn đứng mọi thăm dò. Tiểu súc sinh, thứ đáng chết này. Lão già áo gai suýt nghiến gãy răng hàm. Sau khi chửi rủa một câu xong thì để lại một tia phân thân canh gác ở trong sân. Còn bản thể thì nhanh chóng trở về giới luật viện, quỳ xuống dưới chân Thái Ất Mạc, chủ nhân, tên nhãi đó tựa hồ đã biết người đang lợi dụng hắn. Thái độ vừa rồi của hắn với tôi vô cùng ác liệt, hơn nữa còn mắng tôi là chó nữa. Thái Ất Mạc vẻ mặt thờ ơ, cười lạnh nói, biết thì đã thế nào. Thằng nhãi này còn có thể mọc cánh thoát khỏi Thần Viện Thái Thương sao? Nói đi cũng phải nói lại, không lẽ ngươi không phải là một con chó à? Lão già áo gai rùng mình. Trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng khoảnh khắc ngước đầu lên, trên mặt lại treo nụ cười nịnh nọt, chủ nhân, người nói đúng lắm. Diệp Bắc Minh vừa mới vào nơi ở. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã không nhìn được truyền âm, nhóc con, đợi đến lúc cậu tự nhớ lại cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Bây giờ tôi phải nói cho cậu biết sự thật. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tiểu tháp, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đưa ra một tuyên bố gây sốc, nhóc con, cậu thực sự không nhớ chuyện giữa mình và Côn Ngô Mật Phi sao? Tôi và Côn Ngô Mật Phi. Diệp Bắc Minh mặt đầy nghi hoặc, cô ta thì liên quan gì tới tôi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nhiều lời vô nghĩa, mà trực tiếp cộng hưởng thần niệm. Trước mắt Diệp Bắc Minh hiện ra một khung cảnh. Ở trong đó, anh chật vật bò lên khỏi sông Mạc Uyên, ngồi xuống trước lối vào của nhà tù số 7, ung dung tán chuyện với Côn Ngô Mật Phi. Cuối cùng, anh vậy mà mở miệng yêu cầu thân thể của cô ấy. Trời ạ, tiểu tháp, đây là tôi sao? Diệp Bắc Minh sững sờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phàn nàn. Nhóc con,
đây không phải là cậu, chẳng lẽ là tôi? Diệp Bắc Minh gật đầu, vẫn cảm thấy không thể tin được, đây là chuyện tôi có thể làm ra. Tôi và Côn Ngô Mật Phi, vậy mà. Tiểu Tháp, cảnh tượng phía sau đâu? Cô ấy thực sự, cùng tôi. Sao nữa? Diệp Bắc Minh nuốt nước miếng. Cuối cùng anh cũng biết được tại sao Côn Ngô Mật Phi lại nói ra những lời kỳ lạ kia khi ở trên núi Côn Ngô rồi. Giờ đây mọi thứ đều đã rõ ràng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, sao tôi biết được? Vào thời khắc mấu chốt, tôi bị cô ta phong ấn rồi. Đợi đến lúc tôi tỉnh lại thì ký ức của cả hai chúng ta đều đã bị phong ấn lại. Khi chủ nhân đầu tiên biến tôi trở thành tháp chấn ngục hỗn độn, tôi mới lấy lại được ký ức. Diệp Bắc Minh có chút tức giận, tiểu tháp, nếu ông đã khôi phục trí nhớ từ lâu, vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, nếu cậu không nhớ lại được thì chứng tỏ đây chỉ là tình yêu qua đường. Tôi hà tất phải nhắc nhở cậu, cho dù nhắc nhở thì cậu cũng chưa chắc đã thích cô ta. Nhưng bây giờ đã khác, Côn Ngô Mật Phi sắp phải gả cho người khác rồi, nếu tôi trơ mắt nhìn người phụ nữ của cậu lấy người khác mà không nhắc nhở, thì đó chính là vấn đề của tôi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh không khỏi u ám. Côn Ngô Mật Phi có ý gì? Nếu giữa hai người đã xảy ra chuyện đó, tại sao còn muốn gả cho Bất Hủ Vấn Thiên? Cộng thêm việc Bất Hủ Vấn Thiên nhắm vào bản thân, không lẽ hắn ta đã biết ẩn tình giữa hai người họ? Thì ra là vậy. Diệp Bắc Minh cau mày. Mặc kệ thái độ của cô thế nào thì Côn Ngô Mật Phi, cuộc hôn nhân này của cô không xe duyên nổi rồi. Suốt một đêm này Diệp Bắc Minh tập trung ổn định cảnh giới. Vừa tiến vào cảnh giới đại năng tầng thứ hai, sức chiến đấu của anh tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Sau khi tháp Càn Khôn Chấn Ngục khôi phục bản thể, hóa thành tháp chấn ngục hỗn độn, anh không cần phải dùng thần niệm để tiến vào không gian trong tháp nữa. Chỉ bằng một ý nghĩ cả thân thể đã trực tiếp vào trong không gian. Bắc Minh. Vừa thấy Diệp Bắc Minh, Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi liền vội vàng chạy tới nhào vào vòng tay của anh. Diệp Bắc Minh ôm lấy hai người, hỏi, tình trạng Viên Tử Y thế nào rồi? Tiêu Dung Phi nũng nịu khịt mũi, hừ, cũng chẳng thèm quan tâm chúng em thế nào, chỉ để ý tới người ngoài thôi. Nhã Phi, chị đã nói anh ấy là một người lăng nhăng mà em còn không tin. Gương mặt ngây ngô của Tiêu Nhã Phi nghiêm túc đáp, anh Diệp, tâm trạng của cô Viên không được tốt lắm. Nhưng sau khi được chúng em giải thích, cô ấy đã có thể chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình rồi. Diệp Bắc Minh liếc nhìn về phía xa, Viên Tử Y ngồi khoanh chân giống như đang tu luyện. Anh lắc đầu, cảnh giới của các em củng cố thế nào rồi? Tiêu Nhã Phi cười đáp, chị đã tiến vào cảnh giới ngộ đạo, còn em vẫn ở nhập đạo. Không gian bên trong tòa tháp thực sự rất tuyệt, chú tháp cũng đối xử rất tốt với chúng em. Anh Bắc Minh anh nhìn xem, chú ấy còn cho em một bộ chiến giáp nữa. Ra đây. Tiêu Nhã Phi khẽ hô một tiếng, trên cơ thể yêu kiều liền lóe lên một tầng ánh sáng. Một kiện áo giáp bảy màu dần bao phủ lấy đường nét thân thể cô. Chị cũng có một bộ, chú tháp nói, đây là bộ giáp của đại năng thượng cổ đó. Có thể chống đỡ một chiêu dốc toàn lực của cảnh giới đại năng tầng 9. Chị cũng có một bộ, chị mau cho anh Bắc Minh xem đi, Tiêu Nhã Phi thúc giục. Hừ. Tiêu Dung Phi khẽ hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Ngoài lạnh trong nóng hất đầu sang một hướng khác. Tên này có chúng ta cũng quên đi, vậy mà còn ném thêm một cô gái vào nữa. Thật là quá đáng. Nhìn dáng vẻ này hẳn là đang ghen rồi. Tiêu Nhã Phi bước tới nắm lấy tay cô, chị à, tấm lòng chúng ta phải cởi mở một chút. Tiêu Dung Phi liếc Diệp Bắc Minh một cái, muốn em tha thứ cho anh cũng được thôi, trừ phi đây là người cuối cùng. Diệp Bắc Minh ngại ngùng vuốt mũi, e rằng không được, ngày mai anh còn phải cướp hôn nữa. Dứt lời. Anh nhanh như chớp lao ra ngoài, trực tiếp tiến vào lĩnh vực tuyệt đối. Em nhìn anh ấy xem. Tiêu Dung Phi tức tới dậm chân. Sau khi tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, Diệp Bắc Minh liền bắt đầu luyện tập cực đạo tự tại công. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục ra chiêu, tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ lĩnh vực. Diệp Bắc Minh một kiếm lại một kiếm chém ra, tranh thủ thời gian đạt tới góc độ hoàn mỹ nhất. Sau khi vung tới hàng chục ngàn đường kiếm. Từng chiêu đều là đòn đánh mạnh nhất của anh. Cuối cùng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nhịn được hỏi, nhóc con, tại sao cậu cứ lặp đi lặp lại một đường kiếm này vậy? Diệp Bắc Minh nhe răng cười, nếu vị trí của một kiếm này đang ngồi một người thì sao? Hả, cậu muốn? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hít ngược một ngụm khí lạnh. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài nơi ở của Diệp Bắc Minh truyền tới một giọng nói, đồ nhi, ra đây đi.
Diệp Bắc Minh khoan thai bước ra với gương mặt tươi cười, sư phụ. Khóe môi Thái Ất Mạc cong cong, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bầu trời trên đầu lập lòe một đạo phong ấn. Mang theo từng tia sức mạnh sấm sét bền chặt với nhau. Đây là dấu hiệu của thiên kiếp sắp ập xuống, Đồ Nhi, đi thôi, chúng ta tới núi Ngộ Đạo. Vâng. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Hai người một trước một sau, cùng lão già mặc áo gai đi sau cùng tiến thẳng về phía núi Ngộ Đạo. Tại nơi ở của Côn Ngô Mật Phi, tràn ngập không khí vui vẻ, khắp nơi tung bay lụa là đỏ thắm cùng từng hàng đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao. Sao rồi, Diệp Bắc Minh có phản ứng thế nào? Côn Ngô Mật Phi nhìn vào một hầu gái, mơ hồ mang theo chút mong đợi hỏi. Cậu Diệp dường như không có phản ứng gì, trời vừa hửng sáng đã theo chân trưởng lão Thái Ất tới núi Ngộ Đạo rồi ạ. Hầu gái tuy rằng có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật bẩm báo, xem ra hôm nay sẽ không trở lại nữa. Trong lòng lại không nhịn được băn khoăn, tiểu thư bị sao vậy? Đều sắp kết hôn rồi sao còn để tâm tới cậu Diệp như vậy? Cái gì? Côn Ngô Mật Phi không cam lòng cắn môi hỏi lại, anh ta thực sự không có bất kỳ phản ứng nào à? Vâng ạ. Cô hầu gái gật đầu. Cút. Côn Ngô Mật Phi giống giận một tiếng. Bên ngoài núi Ngộ Đạo, Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ đã chờ ở chỗ này từ lâu. Trong lòng Diệp Bắc Minh rơi lộp bộp nhưng vẫn thản nhiên hỏi, sao hai vị sư phụ cũng tới đây rồi? Hôm nay không phải là ngày cưới của Bất Hủ Vấn Thiên sao? Không lẽ hai vị sư phụ không đi xem lễ à? Tô Bi Vân cười đáp, hôn lễ còn chưa bắt đầu, nên chúng ta tới đây trước xem sao. Đỉnh phù đồ bổ sung thêm, tránh cho việc xảy ra vấn đề gì cũng dễ dàng giúp đỡ hơn. Không trung phía trên đỉnh đầu Thái Ất Mạc truyền tới một tiếng động lớn, mây đen cùng sấm chớp ầm ầm kéo tới. Xong việc ta sẽ giải trừ phong ấn, sắp đến giờ rồi, ta phải đi độ kiếp đây. Dứt lời Thái Ất Mạc liền bước vào phạm vi của núi Ngộ Đạo, sức mạnh phép tắc xung quanh lập tức ồ ạt tràn tới. Đồ Nhi ngây người ra đó làm gì, còn không mau tiến vào giúp sư phụ ngăn cản đống sức mạnh phép tắc hỗn loạn này lại. Thái Ất Mạc ngoái đầu, giận dữ hét lên. Sâu trong đáy mắt Diệp Bắc Minh xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên ý cười thân thiết, vâng thưa sư phụ. Sau khi đặt chân vào phạm vi của núi Ngộ Đạo, Diệp Bắc Minh liền vận dụng cực đạo tự tại công, khiến toàn bộ luồng năng lượng phép tắc bao quanh lấy thân thể anh, hình thành lên một vòng xoáy phép tắc khổng lồ. Sức mạnh phép tắc hỗn loạn tàn phá bừa bãi, xoay quanh cơn lốc. Áp lực đè lên Thái Ất Mạc thoáng chốc biến mất. Tốt, quá tốt rồi. Gương mặt già nua của ông ta đỏ bừng vì kích động. Cả người như được tiếp thêm tự tin mà lao thẳng tới vị trí trung tâm của núi Ngộ Đạo. Rồi ngồi xếp bằng xuống. Hoàn toàn gỡ bỏ phong ấn trên người. Bùm! Một luồng khí thế cực kỳ hùng vĩ cuốn tới như sóng thần, sóng năng lượng xém chút đã hất bay Diệp Bắc Minh ra ngoài. Nhưng anh rất nhanh đã ổn định thân hình, điều này khiến cho Thái Ất Mạc không khỏi kinh ngạc, thực lực của tên nhóc này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của lão phu. Khi người tu võ độ kiếp cũng là lúc họ yếu ớt nhất. Nó sẽ không gây bất lợi cho lão phu đó chứ? Thái Ất Mạc thầm nghĩ. Đặc điểm lớn nhất giúp ông ta sống sót đến ngày hôm nay, và trở thành một trong những người cầm quyền tại thần viện Thái Thương là tính cách vô cùng thận trọng. Nhưng nếu tỉ mỉ cân nhắc, thì một đại năng tầng 2 còn con như Diệp Bắc Minh cho dù nảy ra tâm tư muốn ám hại ông ta thì cũng không giết nổi. Hơn nữa người đồ đệ ngoan này của mình sao có thể ra tay giết chết sư phụ đây? Thái Ất Mạc lắc đầu ném ý nghĩ tưởng chừng viển vông này ra sau đầu. Sau đó trực tiếp dẫn tới một đạo thiên lôi, bắt đầu độ kiếp. Bùm, bùm, bùm. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người muốn độ kiếp sao? Trên quảng trường của thần viện Thái Thương, vô số khách khứa đến chúc mừng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về hướng núi Ngộ Đạo. Toàn bộ bầu trời phía trên ngọn núi bị bao phủ trong những đám mây rông đáng sợ. Một ông lão cười giải thích, là như thế này. Hôm nay trưởng lão Thái Ất của giới luật viện chúng tôi sẽ độ kiếp lên cảnh giới tế đạo tầng thứ hai. Tế đạo tầng thứ hai. Mọi người nghe vậy đều choáng váng. Khi đã đột phá tới tế đạo, đại đa số đều không dám tùy tiện độ kiếp. Bởi một khi độ kiếp thất bại, nhất định sẽ nhận phải cái kết là mất mạng. Thái Ất Mạc dám độ kiếp chứng tỏ đã nắm chắc 100%. Vậy phải chúc mừng trưởng lão Thái Ất rồi. Hôm nay đóng là xong hỷ lâm môn. Vô số khách mời hùa theo chúc mừng. Tại nơi sâu của núi Ngộ Đạo, gần như đã bị nhấn chìm trong sấm sét. Diệp Bắc Minh ngăn chặn lại tất cả sự tập kích của luồng sức mạnh phép tắc,
còn Thái Ất Mạc thì đắm mình trong làn thiên kiếp. Từng tia thiên kiếp nối tiếp từng tia giáng xuống. Có thể nói Thái Ất Mạc đã xuất ra mọi loại thủ đoạn, đủ các loại binh khí đỉnh cấp, vũ khí bổn mệnh giống như cải trắng ném không ngừng ra ngoài, hy vọng có thể chống đỡ trước sự oanh tạc của thiên kiếp. Bùm, bùm, bùm. Vô số binh khí nổ tung. Quá trình này kéo dài suốt một giờ. Bùm. Một tia sét cao hàng tỷ thước giáng xuống, mang theo uy lực nghiền nát vạn vật. Năm ngón tay Thái Ất Mạc gõ xuống, ngưng tụ thành một trận pháp ngay trên đỉnh đầu. Một tiếng nổ bùm cực lớn vang lên, trận pháp sụp đổ tại chỗ, hoàn toàn không cản bước nổi thế công của tia thiên lôi này, đánh mạnh lên người ông ta. A! À, Thái Ất Mạc hét lên một tiếng đau đớn, thảm hại bắn ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Mặt đất phía sau trong chớp mắt biến thành một mảnh cháy đen. Bùm! Đạo thiên kiếp thứ hai chẳng cho ông ta thời gian để thở lấy sức đã lại giáng xuống. Thái Ất Mạc đột nhiên quay đầu, quát về phía Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, còn đứng được ra đó làm gì? Mau ăn bạo tinh đan đi! Giúp sư phụ ngăn cản đám sấm sét này! Sắc mặt Diệp Bắc Minh xa sầm. Lôi kiếp của cảnh giới tế đạo hở ra là thần hồn tiêu tan, không cẩn thận anh cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Thái Ất Mạc căn bản không muốn chừa đường sống cho anh. Tia thiên lôi hàng tỷ trượng giáng xuống từ trên trời, đánh trúng lên người Thái Ất Mạc. Khiến cho lồng ngực ông ta một mảnh máu thịt lẫn lộn, da thịt bị xé toạc, trông đến thê thảm. Tia thiên lôi hàng tỷ trượng thứ hai đã ngưng tụ xong, mắt thấy lại sắp lần nữa đập xuống. Diệp Bắc Minh, người đang làm gì đó? Còn không mau uống bạo tinh đan đi. Hai mắt Thái Ất Mạc đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh mà quát, mẹ kiếp. Ngươi điếc rồi à, mau ra tay cho ông. Ăn bạo tinh đan đi, mạng của ngươi sao quan trọng bằng ông đây được. Bạo tinh đan, ăn nhanh đi. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, có chắc chắn giết được ông ta không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm giọng, nhóc con, chắc chắn 70% có thể giết được lão ta. Cậu cứ suy nghĩ kỹ, ra lệnh thi hành bất cứ lúc nào. Sao chỉ còn cô thì sao? Có thể giúp gì được không? Diệp Bắc Minh một lần nữa truyền âm. Sao chỉ trầm mặc một lúc mới trả lời, Diệp Bắc Minh, cho dù chúng ta bắt tay giết chết Thái Ất Mạc. Thì Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ còn đang ở ngoài quan sát đó. Người định đối phó hai người này như thế nào? Cho nên tốt nhất vẫn là cân nhắc thêm. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Lúc này, bùm, Thái Ất Mạc bay ra ngoài, nửa người đã cháy đen thành than. Ông ta lấy ra vài viên đan dược, điên cuồng nuốt xuống. Đồng thời căm giận hét về phía Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh tên xúc vật nhà ngươi, ngươi còn ngây ngốc ở đó làm cái gì? Ông đây đều sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tô Bi Vân tức giận giống lên, Diệp Bắc Minh, mau ăn bạo tinh đan đi. Tiểu xúc sinh, ngươi điếc mẹ rồi à? Các sư phụ của ngươi đang ra lệnh cho ngươi ăn bạo tinh đan. Giúp đỡ, đỉnh phù đồ chửi ầm lên, giọng điệu vô cùng khó nghe. Nếu trưởng lão Thái Ất bỏ mạng thì ngươi cũng đừng mong sống tới ngày mai. Ba người bọn họ căn bản không coi Diệp Bắc Minh là đệ tử. Đối với bọn họ mà nói, anh lúc này chỉ là một công cụ. Diệp Bắc Minh cắn răng. Há miệng nuốt xuống bạo tinh đan. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt thiêu đốt trong cơ thể anh. Trong nháy mắt, vòng xoáy phép tắc trên người Diệp Bắc Minh dâng trào gấp mấy lần. Toàn bộ lực lượng tập hợp lại, sải bước tiến tới trước mặt Thái Ất Mạc. Tia thiên lôi thứ tư vừa hay giáng xuống. Bùm! Diệp Bắc Minh điều khiển vòng xoáy được ngưng tụ từ hàng trăm loại phép tắc xoay chuyển về phía thiên lôi và chống lại nó. Răng rắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, giống như không gian đang nứt đôi vậy. Vòng xoáy sụp đổ ngay lập tức. Vị trí Diệp Bắc Minh đang đứng trực tiếp hóa thành hư vô, năng lượng cuồng bạo điên cuồng tàn sát. Diệp Bắc Minh! Thái Ất Mạc nhìn chằm chằm vào mảnh hư vô kia. Vài giây sau, Diệp Bắc Minh với tấm thân bê bết máu lết ra ngoài, tôi không sao. Nôn ra một ngụm máu. Anh gần như đã gánh chịu 70% sức mạnh từ một kích của thiên kiếp cảnh giới tế đạo vừa rồi. Xém chút đã thần hồn nát tan. Lúc này, lôi kiếp trên bầu trời đã biến mất, hơi thở của Thái Ất Mạc tăng vọt, từ tế đạo tầng 1 tiến vào tầng 2. Thành công rồi. Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ kích động quá đỗi. Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Thái Ất huynh xin chúc mừng. Xem ra tên nhãi này thực sự có chút tác dụng, nếu có thể ngăn cản một lần, hoặc hai lần thiên kiếp, đúng là có thể giúp chúng ta độ kiếp. Bốp! Đột nhiên một âm thanh trầm đục vang lên.
Tô Bì Vân cùng đỉnh phù đầu nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh thảm hại bắn ra ngoài như tấm rẻ rách, mặt đất kéo lên một vệt máu dài. Giọng nói lạnh lùng của Thái Ất Mạc vang lên, rác rưởi. Kêu ngươi lập tức uống bạo tinh đan, tại sao ngươi không làm theo? Ngươi xém chút hại chết ông đây rồi đó. Nếu ông đây chết, ngươi có phải rất vui mừng đúng không? Hửm. Uy lực của cảnh giới tế đạo điên cuồng quét qua. Đè bẹp lên người Diệp Bắc Minh. Máu tươi trào ra. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm lên, nhóc con để tôi ra tay giết lão ta. Đầu óc Diệp Bắc Minh cực kỳ thanh tỉnh, lạnh nhạt đáp một câu, tiểu tháp, cứ để lão ta đánh. Giọng điệu thờ ơ này khiến Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sửng sốt trong giây lát. Tô Bì Vân cùng đỉnh phù đồ mắt lạnh nhìn Diệp Bắc Minh. Thái Ất huynh, đừng chơi chết nó. Thằng nhãi này lần sau còn có ích nữa. Hôn lễ của Bất Hủ Vấn Thiên sắp bắt đầu rồi, người của các thế lực lớn phỏng chừng cũng đã đến đầy đủ, chúng ta mau đi thôi. Đi đi, tôi ở chỗ này còn phải tiếp tục củng cố cảnh giới nữa, Thái Ất Mạc phất tay. Hai người liếc Diệp Bắc Minh một cái rồi xoay người rời đi. Thái Ất Mạc sải bước tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Hạ Mi Trịch Thượng nhìn anh, đồ vô dụng, sao ngươi còn chưa chết? Năm ngón tay quắp lại, tóm lấy cổ họng Diệp Bắc Minh. Sư phụ, ta chưa chết. Diệp Bắc Minh lộ ra vẻ mặt yếu ớt. Thái Ất Mạc hừ lạnh một tiếng, uống thêm một viên bạo tinh đan đi. Hồi phục lại vết thương. Ta phải ở nơi này ổn định cảnh giới, ngươi ở cạnh hộ pháp cho ta. Nhớ kỹ, đừng để ta phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu không ngươi cũng không có quả ngon mà ăn đâu. Sau đó thẳng tay ném Diệp Bắc Minh xuống đất. Diệp Bắc Minh chậm chạp bò dậy, lấy ra một viên bạo tinh đan rồi một ngụm nuốt xuống. Vết thương nhanh chóng hồi phục, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng. Sức sống của bản thân đã chịu tổn hại cực lớn. Cứ đà này, uống nhiều nhất thêm 7-8 viên bạo tinh đan sẽ hoàn toàn đổ gục. Thái Ất Mạc thấy anh khôi phục thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Năng lượng xung quanh liền ngưng tụ về phía ông ta. Diệp Bắc Minh di chuyển vài bước, đứng ở phía sau Thái Ất Mạc. Ngươi làm gì đó? Thái Ất Mạc quay người, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, sư phụ, ta cho người xem một thứ tốt. Ồ, cái gì cơ? Thái Ất Mạc cau mày. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục ra đi, Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bỗng nhiên xuất hiện trong tay anh. Ngươi dám? Thái Ất Mạc kinh hãi, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục phản chiếu trong con ngươi ông ta, đang lấy tốc độ sét đánh chém thẳng về phía đầu ông ta. Tiểu súc sinh, ngươi chán sống rồi có đúng không? Dứt lời liền hung độc vung một quyền về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Nhưng đầu của Thái Ất Mạc đã bay ra ngoài. Đạo đài luân hồi ra đi. Diệp Bắc Minh khẽ quát. Cú đấm của Thái Ất Mạc đập mạnh xuống lồng ngực anh. Răng rắc một tiếng, ngực Diệp Bắc Minh nổ tung như pháo hoa. Dư âm khiến cả người anh đập mạnh xuống đạo đài luân hồi rồi lăn vài vòng ra ngoài. A, à, đầu của ta bị chặt đứt rồi. Tiểu súc sinh, sao ngươi dám làm như vậy với ta? Chiếc đầu của Thái Ất Mạc điên cuồng gào thét, còn thân thể thì rơi trên đạo đài luân hồi. Chiếc đầu cấp tốc bay tới muốn kết nối lại với cơ thể. Con mẹ ngươi, dám làm bị thương đồ nhi của ta. Giết! Xung quanh đạo đài luân hồi, hàng trăm linh hồn đồng thời lao ra. Đè ép lên cơ thể máu thịt của Thái Ất Mạc khiến lão ta không có cách nào trốn thoát. Diệp Bắc Minh bò dậy, quay ngược thời gian. Vết thương ở ngực đã lành. Nguy hiểm quá. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt. May mắn là vào thời khắc cuối cùng đã kịp triệu hồi đạo đài luân hồi. Bằng không, cho dù một chiêu dốc toàn lực vừa rồi chém đứt được đầu của Thái Ất Mạc thì bản thân anh cũng nhất định bị trọng thương. Chiếc đầu của Thái Ất Mạc gầm lên, Diệp Bắc Minh, người dám ra tay với lão phu. Đúng là thứ không biết sống chết. Lập tức thả cơ thể của lão phu ra khỏi lĩnh vực của ngươi mau, nếu không đợi lão phu hồi phục, chắc chắn sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Bắc Minh tuét miệng cười, lão già, nếu có thể hồi phục thì ông đã hồi phục từ lâu rồi. Tốt nhất là đừng mơ tưởng về thân xác này nữa. Nói đoạn anh tiến lên đứng trước thân thể của Thái Ất Mạc. Phần thiên chi diễm. Một con rồng lửa lao ra xà xuống người Thái Ất Mạc, máu thịt trong nháy mắt cháy rụi. Hóa thành cho bụi dưới ánh mắt phẫn nộ của Thái Ất Mạc. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Lão phu vừa mới tiến vào tế đạo tầng 2 ngươi lại hủy đi thân xác của ta. Cảnh giới của ta bị thụt lùi rồi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, a! À. Lão phu nhất định phải băm vằm ngươi thành ngàn mảnh, giam giữ linh hồn ngươi bên mình để mỗi ngày tra tấn vạn lần.
Thái Ất Mạc chửi rủa như điên dại. Một cơ thể bằng xương bằng thịt nhanh chóng được sinh ra từ dưới cổ ông ta. Diệp Bắc Minh gầm lên, tiểu tháp, giết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vọt ra giống như sao băng, đập mạnh vào đầu Thái Ất Mạc, bùm một tiếng liền khiến ông ta nổ tung thành làn xương máu. Tiểu tháp, hấp thu đi. Diệp Bắc Minh ra lệnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã hút hết phần xương máu của Thái Ất Mạc. A, à, đừng mà, để lại cho ta một giọt máu. Diệp Bắc Minh, cầu xin ngươi, thần hồn Thái Ất Mạc hoảng sợ cực điểm, điên cuồng cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh vung kiếm, một con huyết long liền lao tới. Thần hồn tiêu diệt. Cùng lúc đó, bên tai truyền tới ba hồi tiếng chuông ngân vang. Giờ lành đã tới. Trên quảng trường của thần viện Thái Thương bày chật kín hàng trăm ngàn bàn tiệc rượu. Bữa tiệc bắt đầu từ sáng sớm kéo dài đến trưa. Đế tộc Bất Hủ cùng vương tộc Côn Ngô kết tình thông gia, khắp trốn mừng vui. Chỉ cần là thế lực có qua lại với gia tộc Bất Hủ đều sẽ có mặt. Bất Hủ huynh, chúc mừng nha. Côn Ngô Mật Phi là niềm kiêu hãnh của gia tộc Côn Ngô, Vấn Thiên lại thức tỉnh được huyết mạch đại đế. Con cái mà hai đứa sinh ra nhất định sẽ là thiên tài đứng đầu trong hàng thiên tài. Anh hùng phối với mỹ nhân, thiên tài kết hợp với con cưng của trời. Chậc chậc chậc, thật là một đoạn giai thoại tuyệt hảo. Dưới sự nịnh nọt của vô số người, trên mặt Bất Hủ Thương hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Người thiếu phụ ở một bên, cũng chính là mẹ của Bất Hủ Vấn Thiên, Lam Nguyệt Nhã cũng bị một nhóm phu nhân vây quanh. Ông thích con trai hay là con gái hơn? Lam Nguyệt Nhã mỉm cười hỏi. Bất Hủ Thương vuốt râu đáp, chỉ cần là con của Vấn Thiên, tôi đều thích. Sự thuần khiết của đế huyết trong thân thể Vấn Thiên vượt quá 30%. Tôi hỏi qua mấy vị lão tổ rồi, nếu Vấn Thiên sinh con có độ tinh khiết vượt quá 50% liền có thể thực sự vì tộc Bất Hủ chúng tạo ra thêm một vị đại đế. Lời này vừa vang, toàn trường xôi trào. Một lần nữa đáp nặn nên một vị đại đế. Tộc Bất Hủ không phải là muốn nghịch thiên sao? Phải biết rằng, từ sau thời đại đế lạc thì toàn bộ nguyên thủy chân giới cũng chưa từng xuất hiện qua vị đại đế nào nữa. Nếu tộc Bất Hủ sinh ra một vị đại đế, ai còn có thể cạnh tranh với họ? Ở nơi xa, Trần Vũ Nhu rầu môi, đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, sau thời đại đế lạc cũng chưa có vị đại đế nào. Chỉ dựa vào Bất Hủ Vấn Thiên, thiên phú còn không bằng cả mình nữa. Đế tộc Tử Vi mình còn chưa tuyên bố sẽ xuất hiện đại đế, ông ấy dựa vào cái gì mà phát ngôn ngông cuồng như vậy? Vô số người tu võ đều hết sức kinh ngạc nhìn qua. Vẻ mặt đầy hoảng hốt. Lời này không thể tùy tiện nói ra. Ngộ lỡ bị tộc Bất Hủ nghe được rồi ghi thù thì phải làm sao? Vũ Nhu, chớ nói lung tung. Bên cạnh Trần Vũ Nhu là một người đàn ông trung niên đội vương miện vàng tím phối với áo mãng bào màu tím đang khẽ lắc đầu. Trần Kiếm An, bố của Trần Vũ Nhu. Đại đạo chi thượng, tầng thứ ba. Trần Vũ Nhu cau mày, bố, con đâu có nói sai. Nếu con sinh ra một đứa con trai, nhất định sẽ mạnh hơn Bất Hủ Vấn Thiên rất nhiều. Trần Kiếm An trợn mắt, ngón tay gõ nhẹ lên trán cô, con đấy à? Rồi bất lực lắc đầu. Đột nhiên, có tia sáng vút tới, tất cả mọi người không hẹn mà gặp đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trong tình huống này, người duy nhất dám bay trên bầu trời phía trên mọi người e rằng cũng chỉ có vài vị kia của thần viện Thái Thương thôi. Giây tiếp theo, Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ hạ xuống từ trên trời, đứng trên bục cao ở trung tâm quảng trường. Tô Lão, đỉnh Lão, Bất Hủ Thương cùng Lam Nguyệt Nhã tiến lên nghênh đón, chắp tay chào hỏi, tham kiến hai vị đại trưởng Lão. Tô Bi Vân thản nhiên vươn tay, miễn lễ, hôm nay là ngày vui của Vấn Thiên, hai người các người là lớn nhất, không cần khách sáo. Đúng vậy, đỉnh phù đồ mỉm cười gật đầu, Vấn Thiên, Mật Phi đều là những hạt giống chúng ta nhìn chúng. Hai đứa nó gắn bó chặt chẽ là kết quả mà thần viện Thái Thương chúng ta cũng luôn mong mỏi. Bất Hủ Thương cùng Lam Nguyệt Nhã liên tục gật đầu. Đều cười đến tận mang tai. Sau đó lại thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, sao không thấy Thái Ất Lão đâu? Tô Bi Vân đáp, lão già đó từ sáng sớm đã đi độ kiếp rồi, hai chúng ta vừa rồi tới đó giúp ông ấy hộ pháp. Vừa đột phá tới tế đạo tầng thứ hai nên phải củng cố cảnh giới, tạm thời không tới được. Tế đạo tầng hai. Bất Hủ Thương cùng Lam Nguyệt Nhã bốn mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Những vị khách khác ở gần đó bắt đầu thấp giọng bàn tán, sau cảnh giới tế đạo, mỗi một cảnh giới nhỏ chẳng khác nào một tầng trời.
những vương tộc nguyên thủy thông thường cũng chỉ có 1-2 vị lão tổ sở hữu thực lực tế đạo tầng 1 mà thôi. Cho dù là đế tộc thì cũng không có mấy tế đạo tầng 2 đâu. Còn phải nói sao, từng có một vị tiền bối tế đạo tầng 2 một mình đánh bại 5 vị tế đạo tầng 1 đó. Thái Ất tiền bối đột phá tới tế đạo tầng 2, thực lực của thần viện Thái Thương tăng gần gấp đôi. Mọi người thảo luận sôi nổi. Ánh mắt của mỗi người đều mang theo lửa nóng. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trần Vũ Nhu cũng kích động, thật tốt quá rồi, trưởng lão Thái Ất thành công tiến vào cảnh giới tế đạo tầng 2, thực lực của thần viện Thái Thương vươn lên một tầm cao mới rồi. Xem ra thực sự là công lao của cậu ta, thằng nhóc này đúng là không tệ mà. Lông mày Trần Kiếm An giật giật, ai cơ? Là một em trai nhỏ vừa gia nhập thần viện, thực lực của cậu ta không mạnh lắm nhưng lại có thể chống đỡ được sức mạnh phép tắc hỗn loạn trong núi Ngộ Đạo, Trần Vũ Nhu tùy tiện giải thích. Trần Kiếm An nghe vậy thì giật mình, hai tay tóm chặt lấy bả vai Trần Vũ Nhu, con gái, con vừa nói gì? Em trai nhỏ nào đó có thể chống lại sức mạnh phép tắc hỗn loạn trong núi Ngộ Đạo? Điều này sao có thể? Bố, là thật đó, Trần Vũ Nhu gật đầu khẳng định. Trần Kiếm An vẻ mặt ngưng trọng, khi nào có thời gian, giới thiệu cho bố làm quen một chút. Lúc này một ông lão ăn mặc như Nguyệt Lão đi tới trước mặt Bất Hủ Thương. Lão gia, giờ lành tới rồi. Bất Hủ Thương cười vui vẻ, vậy bắt đầu đi. Giờ lành đã tới, mời tân lang tân nương tiến vào. Ông lão cao giọng hét lên. Đinh, đinh, đinh. Tiếng chuông reo vang. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bất Hủ Vấn Thiên cùng Côn Ngô Mật Phi chậm rãi bước vào quảng trường. Bất Hủ Vấn Thiên nhấc tay, muốn kéo lấy Côn Ngô Mật Phi nhưng lại bị cô tránh thoát. Bất Hủ Vấn Thiên, anh đừng mơ chạm vào tôi. Mật Phi, em đừng nghịch ngợm nữa, đã nóng lòng muốn gả cho tôi rồi còn không cho phép tôi chạm tới. Gương mặt Bất Hủ Vấn Thiên treo nụ cười rạng rỡ, được được, tôi không chạm vào em. Đợi đến khi em nguyện ý, tôi mới chạm vào. Dù sao cũng sắp thành đôi, hắn cũng không vội lúc này. Hai người chậm rãi bước tới trung tâm quảng trường, đi tới bục cao khổng lồ. Không chỉ hàng chục triệu người có mặt, mà đại diện của các thế lực khác tại Nguyên Thủy Chân Giới cũng đang cầm một viên pha lê trong tay, rồi rót thần lực vào trong đó. Cùng lúc đó một màn hình pha lê khổng lồ chiếu sáng tại khắp các tông môn, đệ tử của những tông môn lớn đều có thể theo dõi trực tiếp hôn lễ này từ xa. Wow, thật là một khung cảnh hoành tráng. Lúc tôi kết hôn mà cũng có khung cảnh tráng lệ như vậy thì tốt biết mấy. Công tử Bất Hủ đẹp trai quá mà, tôi cũng muốn gả cho anh ấy. Vô số người khao khát. Ông lão ăn mặc như Nguyệt Lão kia cất giọng, nhất bái thiên địa. Côn Ngô Mật Phi cắn cánh môi hồng, cho đến hiện tại mà Diệp Bắc Minh vẫn không có ý định xuất hiện, xem ra anh thực sự không nhớ ra. Hoặc là, đã bỏ cuộc. Mật Phi, nhất bái thiên địa rồi, sao em còn chưa làm lễ vậy? Bất Hủ Vấn Thiên cúi người, phát hiện Côn Ngô Mật Phi vẫn đứng bất động như cũ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô. Côn Ngô Mật Phi vẫn không nhúc nhích. Mật Phi, em đang làm gì vậy? Bái đường rồi, Bất Hủ Vấn Thiên khẽ gầm một tiếng. Mẹ của cô, Tô Hiểu Vân cũng vội nhắc nhở một câu, Mật Phi, mọi người đều đang nhìn đó, mau bái lại đi. Gương mặt Bất Hủ Vấn Thiên mang ý cười, bày ra dáng vẻ người đàn ông ấm áp, bố mẹ, đây là lần đầu tiên Mật Phi kết hôn, cũng là lần duy nhất trong đời, có lẽ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không sao, con sẵn sàng đợi cô ấy. Lời này vừa vang. Oa, công tử Bất Hủ thật là dịu dàng. Vừa đẹp trai lại chu đáo nữa. Vô số cô gái dưới bục cao đều làm ra dáng vẻ si tình. Bất Hủ Vấn Thiên nói, xin mọi người hãy an tĩnh lại, cho Mật Phi một chút thời gian được không? Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Không đúng, không phải là anh ấy không muốn tới, mà ta anh ấy không nhớ ra, nếu nhớ lại chắc chắn sẽ tới tìm mình. Nhất định là do mình dùng quá nhiều lực, có phải là ký ức bị phong ấn quá khó để giải trừ hay không? Côn Ngô Mật Phi mày thật là ngu ngốc, tại sao lại không giải thích rõ ràng cơ chứ? Côn Ngô Mật Phi bỗng nhiên phát hiện ra rằng bản thân hối hận rồi, cô không nên phong ấn ký ức của Diệp Bắc Minh. Tôi xin thề, chỉ cần Diệp Bắc Minh tới tìm, cho dù là hiện tại, tôi cũng sẽ lập tức đi theo anh ấy. Giây tiếp theo, trong sự im lặng giống như chết chóc, một giọng nói gấp gáp truyền khắp quảng trường thần viện Thái Thương, hai vị sư phụ, Thái Ất sư phụ xảy ra chuyện rồi. Anh ấy thực sự tới rồi. Thân thể yêu kiều của Côn Ngô Mật Phi run lên. Tâm tình kích động liền trực tiếp kéo bỏ chiếc khăn trùm đầu đỏ thẫm.
Từ cuối chân trời, một người thanh niên đạp lên tường vân đầy màu sắc đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Côn Ngô Mật Phi kích động đến run rẩy cả người, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nước. Anh ấy tới rồi, anh ấy thực sự tới rồi. Không ai chú ý tới phản ứng cô, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh đang lướt trên bầu trời kia. Bất Hủ Vấn Thiên ở bên cạnh gần như nứt toạc khóe mặt. Đôi mắt hắn thoát cái đỏ ngầu, Mật Phi, em vừa nói gì? Ai, hắn, em thực sự cùng hắn. Bùm! Diệp Bắc Minh trực tiếp đáp xuống bục cao với một tiếng nổ lớn. Mọi người đều choáng váng. Thằng nhóc này là ai thế? Lại to gan lớn mật tới mức xông vào thời điểm quan trọng này và làm gián đoạn đám cưới. Sắc mặt Bất Hủ Thương cùng Lam Nguyệt Nhã tái mét, vừa định phát tác. Thì Tô Bi Vân đã lên tiếng đầu tiên, Đồ Nhi, sao con lại tới đây rồi? Đồ Nhi, hắn là đệ tử của Tô Bi Vân. Mọi người có mặt đều bị sốc. Bất Hủ Thương cùng Lam Nguyệt Nhã cũng khựng lại. Thằng nhóc này đột nhiên xông vào, chẳng lẽ thần viện Thái Thương đã thật sự xảy ra chuyện lớn gì sao? Diệp Bắc Minh buồn bực kêu lên, hai vị sư phụ, Thái Ất sư phụ mất rồi. Cái gì? Làm sao có thể? Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ nhảy dựng lên. Đôi mắt của hai người lập tức đỏ ngầu, gầm lên như dã thú ăn thịt người, không thể nào. Diệp Bắc Minh, người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Thái Ất Mạc sao có thể bỏ mình được? Hai người chúng ta rõ ràng nhìn thấy Thái Ất Mạc đã thành công độ kiếp. Tiến vào cảnh giới tế đạo tầng 2, ông ấy sao có thể đột ngột chết đi được? Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hơi thở tức giận của cảnh giới tế đạo giống như sóng thần quét qua toàn bộ quảng trường thần viện Thái Thương. Hô hấp của tất cả mọi người đều nín chặt, những người không chịu nổi áp lực trực tiếp phun ra một ngụm máu, khuỵu một gối xuống đất. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị sư phụ, con cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi hai người rời đi, từ trên trời lại giáng xuống một tia sấm sét bảy màu, đánh thẳng vào người sư phụ Thái Ất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả sư phụ và đệ tử đều không kịp phản ứng lại. Lôi kiếp bảy màu, con người của ca hai co rụt lại. Đều quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngỡ ngàng. Lôi kiếp bảy màu cực kỳ hiếm thấy. Diệp Bắc Minh căn bản không thể bịa đặt ra được, e rằng Thái Ất Mạc thực sự gặp bất trắc rồi. Đi! Hai người gầm lên một tiếng, không để ý đến hiện trường đám cưới mà cấp tốc bay về phía núi Ngộ Đạo. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc không biết phải làm sao. Diệp Bắc Minh đột nhiên mở lời, Côn Ngô Mật Phi, tôi đã nhớ ra hết chuyện ở nhà tù số 7 rồi. Ngay khi những lời này được thốt ra, mọi người đều tỏ ra bối rối. Thằng nhóc này đang nói gì vậy? Chỉ có Côn Ngô Mật Phi là người duy nhất run lên thân thể mảnh rẻ, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, tên xúc vật này, mày đang nói cái quái gì đó? Giọng Bất Hủ Vấn Thiên khản đặc, con ngươi như muốn nổ tung. Thiên Nhi, chuyện này là sao? Bất Hủ Thương cùng Lam Nguyệt Nhã sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh là đệ tử của Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ, cho dù nói ra điều gì khác người, bọn họ cũng không có lựa chọn ra tay. Diệp Bắc Minh nhìn chăm chăm Côn Ngô Mật Phi, giọng điệu trịnh trọng nói, hôm nay tôi tới đây không phải là muốn phá hoại hôn lễ của em, mà là để hỏi em một vấn đề nghiêm túc. Em thật lòng thật dạ muốn gả cho Bất Hủ Vấn Thiên sao? Hoặc là đi theo tôi? Diệp Bắc Minh vậy mà duỗi ra một tay. Mẹ kiếp! Toàn trường như nổ tung. Trời ạ, Diệp Bắc Minh. Trần Vũ Nhu loạng choạng lùi lại mấy bước, tay nhỏ che chặt lấy miệng, trong đôi mắt đẹp ngập tràn kinh hãi. Trần Kiếm An vẻ mặt không thể tin được, con gái, đây chính là Diệp Bắc Minh mà con vừa nói tới à? Súc sinh, mày muốn chết có đúng không? Bất Hủ Thương phẫn nộ giống lên. Lam Nguyệt Nhã cũng thét lên, người đâu, giết chết hắn cho ta. Bất Hủ Vấn Thiên tức tới mức nôn ra một ngụm máu, giống như phát điên mà lao về phía Diệp Bắc Minh. Tiểu súc sinh, mày đáng chết. Tao phải giết hết tất cả những người có liên quan tới mày. Giết sạch. Một thanh thần kiếm màu vàng xuất hiện trong tay hắn, ngoan độc chém thẳng về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Cút. Diệp Bắc Minh gầm lên. Kiếm càn khôn chấn ngục quét tới. Bất Hủ Vấn Thiên bị chém ngang eo, giống như chó chết bắn ngược ra ngoài, rơi xuống đài cao. Cánh tay còn lại của Diệp Bắc Minh vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra, Côn Ngô Mật Phi, em có muốn đi theo tôi không? Em đi theo anh. Côn Ngô Mật Phi sớm đã nước mắt đầy mặt, lộ ra nụ cười chân thành, người đàn ông của em, anh quả nhiên không làm cho em thất vọng. Ha ha ha, mọi người đều thấy cả rồi chứ.
đây mới là người đàn ông mà Côn Ngô Mật Phi tôi muốn gả, chứ không phải là Bất Hủ Vấn Thiên gì đó. Là anh ấy, Diệp Bắc Minh. Sau đó sải bước, cả cơ thể như cánh bướm nhẹ nhàng rơi vào trong vòng tay của Diệp Bắc Minh. Ôm chặt lấy cổ của anh. Hai người gần như đã hợp nhất với nhau. A, 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 a. Bất Hủ Vấn Thiên, kẻ vừa ngã lăn từ trên bục cao thấy cảnh tượng này thì một hơi phun ra hơn chục ngụm máu, mái tóc đen dài trong nháy mắt chuyển sang màu trắng xám. Bố, mẹ, con muốn bọn chúng phải chết, chết đi, chết đi, chết đi, chết. Mắt Bất Hủ Thương gần như nổ tung. Khuôn mặt già nua tràn ngập nhục nhã. A, thật xấu hổ, thật quá xấu hổ mà. Lam Nguyệt Nhã tức tới mức ngã quỵ xuống đất, cũng phun ra một ngụm máu, giết. Giết đôi nam nữ chó má này bằng mọi giá cho ta. Xung quanh đài cao thoát cái tràn tới hàng trăm bóng người. Hầu như tất cả đều là đại đạo chi thượng, phong tỏa cả một khoảng hư không. Diệp Bắc Minh hét lên, tiểu tháp, giết ra một con đường máu cho tôi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tháp càn khôn chấn ngục xông ra ngoài rồi nhanh chóng biến lớn. Lấy khí thế sét đánh đập quân địch tan tác, mấy tên đại đạo chi thượng ở hàng đầu trực tiếp hóa thành xương máu, những kẻ phía sau toàn bộ đều bắn ra phía ngoài, không ngừng thảm hại nôn ra máu. Thúc địa thành thốn. Diệp Bắc Minh khẽ quát. Dưới chân anh sáng rực vài chiếc phù văn, ôm lấy Côn Ngô Mật Phi bước vào trong. Lao ra khỏi quảng trường ngay lập tức. Đây là, Kim Khoa Văn, thằng nhóc này vậy mà hiểu được phù văn cấp bậc đại đế. Vô số thế lực đều ngơ ngẩn, há mồm trợn mắt không nói lên lời. Bất Hủ Thương như đang sống sờ sờ mà bị làm cho tức chết, điên cuồng dậm chân, một đám phế vật, còn ngây người ra đó làm gì. Đuổi theo, mau đuổi theo cho ta. Lão phu muốn đôi nam nữ chó má đó phải sống không bằng chết. Cùng lúc đó, tại núi Ngộ Đạo, Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ gần như đồng thanh phát ra một tiếng giống đầy căm hận. A, à, Diệp Bắc Minh, tên xúc vật đáng chết. Dám làm ra loại chuyện phản thầy diệt tổ này. Toàn thể thần viện Thái Thương nghe lệnh, truy giết Diệp Bắc Minh cho ta. Mọi người trên quảng trường đơ ra. Lại xảy ra chuyện gì thế này? Khi Tô Bi Vân cùng đỉnh phù đồ quay lại núi Ngộ Đạo hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Thái Ất Mạc đâu, mà chỉ cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Họ vội vã khởi động đá lưu ảnh được cất giấu ở đây. Vật này nhằm mục đích ghi lại cảnh tượng độ kiếp sau đó lưu truyền để người sau cảm ngộ. Vừa mở họ liền nhìn thấy cảnh Diệp Bắc Minh một kiếm chặt đứt đầu của Thái Ất Mạc. Ha ha ha, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, anh tới rồi, anh thực sự tới rồi. Anh biết không, Côn Ngô Mật Phi em hôm nay là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, em có nằm mơ cũng không ngờ tới anh vậy mà dám tới. Ha ha ha, Côn Ngô Mật Phi giống như một con bạch tuộc ôm lấy Diệp Bắc Minh xít sao. Đôi môi đỏ rực vô cùng nóng bỏng. Một hơi để lại hàng chục dấu hôn lên mặt và cổ Diệp Bắc Minh. Thật ra em đã sớm thề, chỉ cần anh có thể tới tìm em liền đi theo anh. Em thậm chí còn hối hận. Có phải mình không nên phong ấn ký ức của anh, còn lo lắng anh không nhớ ra nữa? Không ngờ anh đều nhớ rõ hết thảy. Côn Ngô Mật Phi rất điên cuồng, không ngừng hôn xuống. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, chị gái à, chúng ta đang chạy trốn thục mạng đó. Thể chất điên cuồng của Côn Ngô Mật Phi thoáng chốc lộ ra không còn sót gì, chạy trốn thì đã sao? Cho dù hôm nay bị bắt được em cũng muốn chết cùng anh. Lúc cô say mê hôn Diệp Bắc Minh, thì bàn tay cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống vị trí bên dưới. Ôi, sao lại còn có một cái tay khác, Côn Ngô Mật Phi giật mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.